chương 371, ta xem ai dám khi dễ ngươi. Triệu sách trong miệng hô to vạn tuế, cúi đầu ba bái, sau đó tiếp nhận thánh chỉ, thật cao nâng ở đỉnh đầu, mấy cái tiểu thái dám lại nhấc lên một mặt bản hiệu, đi lên phía trước, bản hiệu bên trên sách, nhiệt tình vì lợi ích chung, bốn chữ lớn, cứng cáp hữu lực, lòe lòe phát ra kim quang, lưu công công nói ra, triệu nghĩa sĩ xin đứng lên. Lại phân phó người bên cạnh, giúp triệu nghĩa sĩ trong nhà đem treo biển đền thờ treo lên. Triệu sách từ dưới đất đứng lên, trong tay còn bưng lấy thánh chỉ, hắn khách sáo trong mang theo chân thành, nói ra, Lưu Công Công cùng chư vị đại nhân một đi ngang qua tới khổ cực, còn xin vào nhà uống chút nước trà. Lưu Công Công cười cười, ông Thanh nói, mặc dù nhà ta có các ngươi thôi tri phủ chiêu đãi, bất quá triệu nghĩa sĩ trong nhà việc vui, cái kia nhà ta cũng liền quấy rầy. Triệu sách nói không quấy rầy, dẫn mấy người vào nhà, trong phòng không biết từ nơi nào xuất hiện mấy cái ăn mặc không tệ tỳ nữ, bưng xem xét chính là giá cả không ít đồ uống trà cho ngồi xuống mấy người dân trà, Lưu Công Công ngồi ở vị trí đầu. Uống một miệng nước trà mới mở miệng nói, nghe nói triệu nghĩa sĩ là một cái người nhà nông, mang theo lệnh đang hai người tại phủ thành đọc sách. Như vậy xuất thân, lại có thế nhanh như vậy tại phủ thành an định lại, thực sự là làm người bội phục. Triệu sách lại khiêm tốn nói, học sinh chỉ là vận khí tương đối hảo thôi. Lưu công công tùy ý nhìn lướt qua triệu sách chỗ ở, tiếp tục cười nói, cỡ nào vận khí, mới có thể được đến thánh thượng chính miệng tán thưởng. Nhà ta tại kinh thành lúc, liền nghe tới thánh thượng khen ngợi triệu nghĩa sĩ chính là cái văn võ song toàn người trung nghĩa. Hôm nay nhìn thấy triệu nghĩa sĩ phong thái, nghĩ không ra ngươi lại dáng dấp như vậy tuấn mỹ bất phàm nếu là hoàng gia biết được tại này xa xôi chi địa, có như thế lương đống chi tài, chắc hẳn cũng sẽ tiêm đồng cực kỳ vui mừng. Thái giám này không hổ là có thế hầu hạ hoàng đế người, khen lên người tới là để cho người ta như gió xuân ấm áp, không có chút nào không hài hòa cảm giác, người chung quanh đều yên tĩnh nghe, cũng không có người lên tiếng đi đánh gãy hai người nói chuyện, thôi tri phủ ngược lại là dương mắt nhìn thoáng qua triệu sách, sau đó rất nhanh lại rủ xuống mặt mày. Chỉ có điều, Lưu Công Công nhìn thoáng qua đứng bên cạnh cẩm y vệ. Hôm nay nhà ta đến phủ nha thời điểm, đã thấy đến một cái họ đổ nhân gia nói là muốn cáo trạng này cáo trạng người chính là triệu nghĩa sĩ ngươi thôi tri phủ sau lưng đồng tri nghe xong mồ hôi trên trán tựa hồ không cần tiền một dạng xuất hiện bất quá mọi người đều đang nghe khâm sai lời nói cũng không có người lưu ý hắn triệu sách nghe xong nghĩ thầm này đổ quản gia tốc độ còn rất nhanh nguyên bản dựa theo dự đoán của mình hắn đi công đường sau chính mình có thể thuận thế vạch trần hắn bây giờ từ khâm sai tự mình sách ra triệu sách cũng liền thừa cơ nói ra lưu công công nhìn thấy người là đổ phủ quản gia hôm nay học sinh hạ học thời điểm hắn mang theo người tại thư viện cửa ra vào chặng đường học sinh nói là muốn học sinh vì lúc trước đã đủ ngạch thanh toán bạc cửa hàng lần nữa trả tiền học sinh không muốn hắn liền đem cửa hàng chìa khóa lấy đi nói muốn tới phủ nha đi cáo trạng triệu sách đơn giản giải thích một chút hôm nay có người cáo trạng chính mình nguyên do lưu công công nghe xong triệu sách lời nói có một chút nhíu mày triệu sách hôm nay vừa được treo biển cho dù có chút sai lầm nhỏ cũng có thế không đáng kể bây giờ nghe hắn lời nói ở trong đó chỉ sợ vẫn là bị người oan uổng hắn một cái thiên tử sứ thần vừa mang theo thánh chỉ tới tuyên đọc bên kia liền có người nói muốn cáo thánh thượng ngợi khen người việc này muốn truyền đi cái kia còn phải rồi nói như vậy tới triệu nghĩa sĩ ở trong đó chắc là bị ủy khuất gì lưu công công tự hồ rất là đau lòng nói ra triệu nghĩa sĩ một cái người nhà nông vừa tới phủ thành liền nhận phủ thành nhân sĩ đối đãi như vậy thôi đại nhân nhưng phải hảo hảo thẩm thẩm án này một bên bị điểm tên thôi tri phủ nhẹ gật đầu nói ra công công nói đúng lắm bổn quan chắc chắn sẽ theo lẽ công bằng xử lý chuyện này, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào oan uổng bổn quan trị hạ nghĩa dân. Lưu Công Công lại uống một hớp nước trà, mới chậm rãi nói, nhà ta ngày mai mới lên đường hồi kinh giao nộp chỉ, hiện nay cũng không quá mức đại sự, cái kia nhà ta liền cùng cẩm y vệ cùng nhau đứng ngoài quan sát thôi đại nhân thẩm án A. Thôi tri phủ tại cửa ra vào nhìn thấy đổ quản gia sau, liền đã biết việc này phát triển, lúc này nha sai cũng đã đem tất cả nhân viên tương quan, toàn bộ đều tuyên đủ, gặp Lưu Công Công tự mình mở miệng, hắn trực tiếp đứng lên nói ra, đã như vậy, vậy bản quan bây giờ liền thăng đường, hảo hảo thẩm ra xử lý án này. Lưu Công Công cũng đứng lên, đi đến triệu sách bên cạnh, triệu nghĩa sĩ yên tâm, ngươi là thánh thượng ban cho nghĩa sĩ, nhà ta cùng cẩm y vệ tuyệt sẽ không để cho tiểu nhân lớn ngươi. Triệu sách cảm kích nói ra, nhiều tạ công công yêu mến, học sinh dù không biết bọn hắn người đổ gia muốn làm gì, nhưng mà học sinh xem như một bản phủ tú tài, cũng sẽ không mặc cho bọn hắn khi nhục. Lưu công công hài lòng vỗ vỗ triệu sách tay, không tệ, lúc này mới có người đọc sách khí khái. Lục Thiên Hộ, đã như vậy, còn phải ngươi xuất mã, hảo hảo giúp triệu nghĩa sĩ ra rõ ràng chuyện này. Vừa mới dẫn đầu cẩm y vệ Thiên Hộ Lục Tùng gật đầu nói ra, công công yên tâm, tại hạ đã an bài thỏa đáng. Lưu công công cười tủm tỉm nói, như thế rất tốt, đem nhà ta này liền đến phủ nha đi. Lưu công công đối triệu sách rất là nhiệt tình, muốn dẫn hắn thừa cổ kiệu tiến đến, hắn ra cửa trước sau, cẩm y vệ đi theo phía sau, triệu sách đi ra cửa, một bên nhìn chầm chầm vào tô thải nhi đi nhanh lên đi qua. Phu quân, tô thải nhi nhỏ giọng hô hào, rất nhanh liền đi đến triệu sách trước mặt, triệu sách nói, không cần lo lắng, ta bây giờ được công đường đi. Cái kia đổ gia vô luận có cái gì hậu trường còn không sợ, cẩm y vệ cùng khâm sai đại nhân sẽ giúp ta. Tô Thải Nhi cũng không sợ, ngược lại ngẩng đầu ửng ngực, kiêu ngạo ghê gớm, nàng phu quân nhưng là đương kim thánh thượng chính miệng phong thưởng nghĩa dân, cho dù là tại phủ thành, cũng không có khả năng có người dám khi dễ nàng, Tô Thải Nhi mang trên mặt tự hào, từ trong ngực móc ra cái kia phần khế ước, đưa cho triệu sách. Đây là ngày đó phu quân cùng đổ gia ký kết khế ước, Khu quân thăng đường khẳng định cần dùng đến. Nếu không phải là Tô Thải Nhi nói, triệu sách đều kém chút quên phần này khế ước bằng không thì đến lúc đó đến trên công đường, còn phải phái người trở về lấy, triệu sách tiếp nhận phần này khế ước, sờ lên Tô Thải Nhi khuôn mặt nhỏ. Còn tốt ngươi nhớ rõ. Ta trước đi qua, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ lấy. Triệu sách đi rồi, trong phòng nguyên bản đứng đầy nha sai cũng đều rời đi, Tô Thải Nhi tiễn biệt đám người tới cửa, ngẩng đầu nhìn đến phía trên treo thật cao kim sơn bản hiệu, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng tự hào, chung quanh hàng xóm láng giềng vốn là đều ý đồ tới chúc mừng chúc mừng một phen, lại nhìn thấy nam chủ nhân không biết vì cái gì đi theo không sai đi, còn lại một cái nữ chủ nhân, bọn hắn cũng chỉ đành phái trong nhà nữ tuyến đi liên hệ, lúc này trên công đường. Đỗ thiếu gia một Nhà cùng Lý Hương ước, Hà Quang Ngọc bọn người, đều được vời đến trên công đường, đỗ thiếu gia bên cạnh đỗ quản gia nơm nớp lo sợ quỳ, nhớ tới vừa mới cẩm y vệ đề ra nghi vấn, trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ, hắn muốn mở miệng cùng chính mình thiếu gia thông thông khí, bên cạnh nha sai lại nhìn chằm chằm, không chút nào cho hắn cơ hội mở miệng, đổ thiếu gia vừa tới đến công đường không lâu, trên đường cũng nghe nói không sai đến bọn hắn phủ thành tin tức. Hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu, muốn nhìn. Thấy chính mình thân ảnh quen thuộc, rốt cục, một cái thân mặt quan phục, đầu đội mũ qua người trực tiếp từ chỗ cửa lớn đi đến, hắn đi đến trên công đường ngồi xuống, sau đó, ba, một tiếng chụp vang dội trong tay kinh đường một. Thăng đường. Đường hạ người, đều không hẹn mà cùng rung rung thân thể, sau đó ngẩng đầu lên. Chương 372, bản phủ nhất định vì ngươi làm chủ. Một đám người quỳ gối trên công đường, chờ lấy thẩm án người mở miệng, nhưng mà thôi tri phủ nói thăng đường, lại không nóng nảy thẩm vấn, ngược lại để cho người ta nhấc cái ghế lại đây, để ở một bên, rõ ràng là dự tính chỗ ngồi, đổ thiếu gia hơi hơi quay đầu nhìn một chút, liền nhìn thấy bên cạnh hắn đổ quản gia tự hồ tại hơi hơi lay động, phát giác được chính mình thiếu gia ánh mắt, đổ quản gia cũng cứng đờ chuyển một chút cổ, lộ ra hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi, Đỗ thiếu gia trừng mắt liếc hắn. Một cái, nghĩ thầm quản gia này chuyện gì xảy ra. Sợ thành dạng này, có còn hay không là hắn người của đỗ gia rồi, Đỗ quản gia há to miệng, đang nghĩ đối với hắn làm mấy cái khẩu hình, ngồi ở vị trí đầu thôi tri phủ đột nhiên đứng lên, đổ quản gia run một cái, tranh thủ thời gian gục đầu xuống, không còn dám nâng lên, thôi tri phủ lại cũng không quản hai người này tiểu động tác, đối từ bên ngoài đi tới lưu công công cùng lục thiên hộ nói ra, hai vị đại nhân xin mời ngồi. Mặc dù hắn một cái tri phủ là ở đây quan lớn nhất, nhưng mà lưu công công là thiên tử sứ thần đại biểu là hoàng đế mà cẩm y vệ càng là không cần phải nói đó cũng là trực tiếp cho hoàng thượng làm việc thôi tri phủ đối hai người tự nhiên đều là khách khách khí khí lưu công công cùng lục thiên hộ sau khi ngồi xuống đối thôi tri phủ nói ra nhà ta hôm nay vào thành đúng lúc đụng phải có người cáo trạng thánh thượng một mực thương cảm dân tình nhà ta nếu thấy được liền muốn dự thính rõ ràng chuyện này đợi ngày mai hồi cung giao nộp chỉ thời điểm thánh thượng hỏi cũng có thể nói cái một hai tiền phức thôi đại nhân bắt đầu đi Đỗ thiếu gia nghe tới này không sai lời nói, trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi. hôm nay hắn an bài quản gia của mình đi tìm triệu sách, liền chuẩn bị đem hắn trực tiếp xử lý, vì thế, hắn còn tìm không ít quan hệ, bây giờ này không sai ở đây, thẩm án người cũng từ phủ thừa biến thành tri phủ bản nhân, này biến cố quá nhiều, hắn nhất thời đều có chút phản ứng không kịp nhưng mà cáo trạng lời nói nếu ra, liền khẳng định không thể thu hồi. Bằng không thì hắn này treo đùa công đường tội danh. Chẳng phải trực tiếp ngồi vững rồi, dù sao đổ quản gia tại thư viện cửa ra vào náo cái kia mới ra, cơ hồ toàn bộ phủ học học sinh đều là gặp được, đổ công tử nuốt nước miếng một cái, tự hồ nghĩ thông suốt vừa mới đổ quản gia mồ hôi trên trán là chuyện gì xảy ra, thôi tri phủ đã ngồi trở lại trên vị trí của mình, nhìn không chớp mắt nhìn xem người phía dưới. Cáo trạng người người nào, nhanh chóng nói rõ sự do. Đổ quản gia kiên trì, ấp a à ấp úng nói ra, nhỏ, tiểu dân chính là đổ phủ quản gia, muốn, muốn cáo trạng cái kia cao văn thư viện tú tài công triệu, triệu sách. Thôi tri phủ vỗ kinh đường một. Vi nghiêm nói ra, triệu sách tuy là bản phủ khâm điển thi phủ án thủ, chỉ là bản phủ cũng sẽ không thiên vị bất luận cái gì hôm nay lại có khâm sai đại nhân cùng cẩm y vệ ở bên ngươi có gì oan tình mau nói đi bản phủ nhất định vì ngươi làm chủ nghe tới thôi tri phủ lời nói đỗ quản gia nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua thiếu gia của mình đỗ công tử sắc mặt cũng không tốt đẹp nhìn chỉ có thể hướng phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái khí kịch đã bắt đầu liền không thể không tiếp tục hát xuống bất quá đỗ thiếu gia không quá hoảng dù sao kế hoạch của bọn hắn mặc dù không thể thập toàn thập mỹ nhưng mà cũng bắt không được bất luận cái gì tay cầm nhiều nhất đến cuối cùng, tri phủ ba phải, để hắn cùng triệu sách lẫn nhau thông. Cả mà thôi, đổ quản gia thu được chính mình thiếu gia ánh mắt, chỉ có thể tiếp tục kiên trì, đem vừa mới tại phủ học cửa ra vào lời nói, lại tổ chức một chút ngôn ngữ, lại tự thuật một lần, sau khi nghe xong, thôi tri phủ sờ cầm một cái râu ria, biểu lộ không mặn không nhạt nói ra, thân là sinh viên, thế mà lại làm ra như thế khi nam bá nữ sự tình tới. Thôi tri phủ cất giọng nói, người tới. Tuyên bản phủ sinh viên triệu sách thăng đường bên cạnh nha sai tuân lệnh rất nhanh liền xuống tuyên người triệu sách đã mang theo khế ước thật sớm hầu ở bên ngoài phủ nha bên ngoài đám người xem náo nhiệt bên trong chật nít người đọc sách cơ hồ toàn bộ phủ thành tú tài công, đều tụ ở nơi này nghe tới tuyên triệu sau triệu sách không nhanh không chậm chậm rãi đi đến bây giờ hắn là thân phận tú tài lên công đường là không cần quỳ triệu sách hai tay chắp tay thi lễ cung kính nói ra học sinh triệu sách bái kiến chư vị đại nhân một bên cẩm y vệ thiên hộ nhìn thấy triệu sách biểu hiện trong lòng cũng không khỏi âm thầm khen ngợi một tiếng, có thể được đến triều đình treo biển người, nếu không phải là đối bách tính làm cống hiến chân chính đại thiện nhân, nếu không phải là loại này khí độ bất phàm chân chính dũng sĩ, chỉ nhìn triệu sách dáng vẻ, liền biết hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra kia chờ chuyện xấu xa người, triệu sách đi xong lễ sau, thuận thế cúi đầu nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất người đổ gia. Đổ thiếu gia. ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Triệu sách đối hắn kêu khích nhíu nhíu mày, đổ thiếu gia cắn răng, sắc mặt âm trầm quay mặt đi, bất quá một cái sinh viên, thăng đường không cần quỳ mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải là hắn đến kế thừa gia sản, từ nhỏ học tập làm ăn mà hoang phế việc học, bây giờ hắn cao thấp đều là cái cử nhân, thôi thi phủ gặp triệu sách lên công đường, vẫn như cũ không chút hoang mang, một miệng rõ ràng dáng vẻ, trong lòng cũng có chút hài lòng, hắn gật đầu nói ra. Triệu sách, hôm nay có người cáo trạng ngươi lấy sinh viên thân phận, lấn nam lũng đoạn thị trường, mưu toan cưỡng chiếm người bên ngoài tài sản riêng. Nhưng có chuyện này. Triệu sách ngữ khí bình tĩnh trả lời, hồi đại nhân lời nói, cũng không từng có chuyện này học sinh chính là bị oan uổng. thôi tri phủ lại quay đầu nhìn về phía đỗ quản gia triệu tú tài chính là bản phủ sinh viên các ngươi nếu cáo trạng hắn cái kia có xác thực chứng cứ đỗ quản gia trả lời hồi bẩm đại nhân lời nói tất nhiên là có này triệu tú tài trong nhà muốn tại phủ thành mua cửa hàng nguyên bản nhìn chúng ta đổ ra một gian cửa hàng đáng tiếc nhà ta cửa hàng nguyên bản trước kia liền cùng liễu gia làm ước định là muốn bán tại bọn hắn trong nhà chỉ là bởi vì sơ sẩy lúc ấy chúng ta không có tại người môi giới rút bài chuyện này liễu gia liễu phu nhân cùng người môi giới hà quản sự đều có thể làm chứng về sau thiếu gia nhà ta biết được triệu công tử nhìn trúng cửa hàng nhà ta sau liền tự thân tới cửa cùng liễu phu nhân nói rõ nội tình liễu phu nhân biết được triệu tú tài chính là đồng thí tiểu tam nguyên liền trọng lượng biểu thị thông cảm để thiếu gia nhà ta đem cửa hàng chuyển với hắn thiếu gia nhà ta ngày kế tiếp liền tới cửa cùng triệu công tử bồi không phải sau lại làm chủ đem cửa hàng giá cả hàng một trăm lượng đỗ quản gia nói xong đến nơi đây đột nhiên trầm mặt một chút, thôi tri phủ khẽ nhíu mày, sau đó thì sao? Đỗ quản gia khẽ cắn môi, tiếp tục nói ra, sau đó. Muốn ký khế ước thời điểm, triệu, triệu tú tài nói trong nhà hắn tiền bạc không đủ, muốn chờ thêm hai ngày trù bị hảo ngân lượng lại thanh toán bạc. Thiếu gia nhà ta hào phóng, muốn cùng hắn giao hảo, liền trước cho hắn cửa hàng khế, để hắn trước vẫy nước quét nhà cửa hàng. Đến nỗi ký kết sự tình, thì phải tạm dừng, để lên thanh toán tiền kiểu ngày ấy lại không muốn tiểu dân hôm nay dẫn người tới cửa muốn giao cửa hàng chìa khóa thuận tiện cùng triệu công tử ký kết khế ước lúc, này triệu công tử vậy mà chỉ dùng mấy cái tiền đồng liền muốn đuổi tiểu dân. Đáng thương thiếu gia nhà ta một mảnh nhiệt tâm đối với hắn, hắn lại muốn đổi ý. Đổi ý không cho bạc, đây là muốn giấu chúng ta đổ ra cửa hàng. Chương 373, người vật vô hại tà mị cười một tiếng. Đổ quản gia một phen nói xong, có thể nói là tình cảm dạt dào, còn thuận thế xoa xoa khóe mắt, Triệu Sách cũng nhịn không được ở trong lòng cho hắn điểm cái tán, buổi sáng tại thư viện cửa ra vào thời điểm, liền biết đây là cái chuyên nghiệp diễn viên, bây giờ tại trên công đường, còn có thể miệng lưỡi dẻo quẹo, làm cái tiểu quản gia thật sự là nhân tài không được trọng dụng, bên cạnh Hà Quang Ngọc hơi kinh ngạc ngẩng đầu, tự hồ lại nghĩ tới cái gì, tranh thủ thời gian lại đem đầu thấp xuống, Lý. Hương ước thì là cao mày, tự hồ có chút không hiểu sờ lên trong ngực của mình, Thôi Tri phủ đối Triệu Sách nói ra, Triệu Tú Tài, nhưng có chuyện này. Triệu Sách chắp tay nói ra, đại nhân thật có chuyện này. Thật có chuyện này, nghe lời này, bên ngoài người vây xem có một chút âm thanh truyền ra, không trải qua bài thôi tri phủ nhìn xem triệu sách, đồng thời không có biểu hiện quá mức kinh ngạc, trực giác nói cho hắn, chuyện này nhất định còn có khác kỳ quặc, hắn để cho người ta đem liễu phu nhân truyền triệu lên công đường, liễu phu nhân mặt quý ký, xuất hiện ở công đường trước đó, thôi tri phủ hỏi nàng cùng đổ ra cửa hàng sự tình, liễu phu nhân nhu nhu mở miệng nói, hồi đại nhân, đổ quản gia lời nói, xác thực làm thật. Thiếp thân nguyên bản cùng đổ gia nói xong cửa hàng sự tình, ngày ấy đang muốn ký kết liền nhận được người môi giới tin tức về sau đỗ thiếu gia biết được triệu tú tài cũng nhìn trúng hắn ra cửa hàng sau liền tới cửa thỉnh thiếp thân thông cảm nói xong nàng nhìn thoáng qua đứng ở một bên triệu sách cắn môi một cái có chút ủy khuất nói ra triệu tú tài là tiểu tam nguyên lão gia thiếp thân dĩ nhiên là nguyện ý đem cửa hàng tặng cho hắn triệu sách đồng thời không nhìn nàng càng không hứng thú để ý đến nàng đủ loại biểu lộ hắn tiếp lời nói ra về sau đỗ công tử xác thực tới cửa đối học sinh nói muốn đem cửa hàng chuyển cho học sinh chỉ là ngày ấy học sinh đã cùng hắn ký kết khế ước sau, lại tiền hàng thanh toán xong. Này Lý Hương ước cùng Hà Quản sự đều ở đây, bọn hắn có thể xác định chuyện này. Thôi tri phủ hỏi, Lý Hương ước, Hà Quản sự, Triệu Tú Tài nói tới có thể vì thật. Đỗ công tử quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hương ước, đối hắn cười cười, Lý Hương ước nhíu chặt lông mày đồng thời không có giãn ra, hắn tự hồ có chút không hiểu rõ tình huống trước mắt, Đỗ công tử lúc này mở miệng nói ra, Lý Hương ước, ngươi cứ việc đem ngày ấy sự tình như nói thật đi ra là được, Lý Hương Ước nhìn hắn một cái, hắn là chợ phía Đông Hương Ước, ngày thường dĩ nhiên là thu những thương nhân này không ít chỗ tốt, chỉ là việc này, đổ công tử xác thực không có tìm hắn làm trò gì, mà lại bây giờ thiên sứ cùng Cẩm Y vệ đều tại, hắn cái này Hương Ước cũng không dám nói láo, bằng không thì đến lúc đó chịu tội, cũng không phải một mình hắn, đang ánh mắt sáng rực thôi tri phủ nhìn chăm chú, Lý Hương Ước đem ngày đó tình huống chi tiết nói ra, ngày ấy đổ công tử quả thật làm cho người. Tìm ta, để ta trình diện chứng kiến hắn cùng Triệu Tú tài ký kết khế ước. Tiểu dân xác nhận qua hai người khế ước sau, liền nhìn xem bọn hắn ký kết đến đổi tiền tài hoặc là cửa hàng khế tiểu dân chỉ nghe hai nhân khẩu đầu xác nhận cho nên đồng thời không có thấy rõ vật thật lý hương ước làm chính là nhân chứng bảo đảm hai người ký kết thời điểm sự tình tiệm kia khế là đổ công tử tại trước khi hắn tới liền cho triệu sách mà bạc hai người giao dịch thời điểm hắn đang uống trà thủy cho nên không có nhìn kỹ chỉ là nghe đổ công tử nói là có thể cho nên liền mang theo khế ước đi nói cách khác hắn chỉ nhìn hai người ký kết quá trình đến đổi những chuyện kia chuyện lúc trước sau sự tình đều là hắn tại trong miệng hai người nghe nói. Nghe tới hắn kiểu nói này, đổ. Quản gia mau nói, ngày ấy chúng ta xác thực thỉnh lý hương ước, nhưng mà khế ước này lại là không có ký xong. Nói xong, hắn móc ra chuẩn bị kỹ càng khế ước, nói ra, đại nhân mời xem, đây chính là chúng ta chuẩn bị khế ước. Công tử nhà ta thưởng thức triệu công tử tài hoa, sớm đã làm chủ hàng một trăm lượng. Khế ước này cũng là chúng ta trước đó viết xong, ngày ấy lý hương ước nhìn thấy chính là phần này khế ước. Bất quá khế ước này, nhưng không có ký kết hoàn thành A lý hương ước cầm tới cũng chỉ là khế sách phạm thức mà thôi bên cạnh đỗ công tử cũng hợp thời thở dài một hơi ưu thương nói ai ta nguyên lai tưởng rằng triệu công tử là cái có đức độ hạng người lại không muốn lý hương ước nhìn một chút này đỗ quản gia phần này khế ước xác nhận khế ước này nội dung đúng là một dạng hắn không hiểu nhìn xem đỗ quản gia bất quá là một kẻ già đời hắn đoán chừng cũng nghĩ đến trong đó chỉ sợ có gì không ổn chỗ thế là hắn cũng không dám đem lại nói chết chỉ có thể hàm hồ nói này này ngày đó ta nhìn thấy chính là như thế chỉ là có tiểu dân ngày ấy về sau, một mực có việc trong người, không thể tới lúc đem khế ước đưa tới quan phủ lập hồ sơ. Khế ước này còn tại tiểu dân trên người, hôm nay cũng mang lên công đường. Ngày đó về sau, hắn cũng thật không biết chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đều có chuyện ngăn trở tay chân, một mực không rảnh tới quan phủ lập hồ sơ, Lý Hương ước móc ra cái kia phần lúc trước triệu sách bọn hắn ký xong khế ước, mở ra nhìn một chút, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau, mới thở dài một hơi, sau đó yên tâm đem khế ước giao cho một bên nha sai, một bên đổ quản gia nhìn xem Lý Hương ước biểu lộ, có chút không hiểu nhíu nhíu mày. Vẻ mặt này không đúng. Như thế nào không có chút nào cảm giác kinh ngạc, triệu sách cũng từ trên người móc ra khế ước, nói ra đây chính là ngày đó ta cùng đổ công tử ký xong khế ước. Một thức ba phần, đổ công tử cái kia phần nếu mất đi, bằng ta cùng Lý Hương ước trên người phần này, cũng đầy đủ chứng minh học sinh trong sạch. Triệu sách nói xong, đem trên người khế ước cũng thả đi lên, nha sai tức kỹ sau, hai phần khế ước cùng một chỗ đưa cho thượng thủ thôi tri phủ thôi tri phủ cầm lấy một phần khác mở ra quét mắt một lần sau đó nhìn thoáng qua quỳ gối phía dưới người đổ ra lại đem một phần khác mở ra sau đó buông xuống khế ước thôi tri phủ biểu lộ nhàn nhạt hỏi đỗ an là người phương nào đỗ quản gia tranh thủ thời gian về chính là tiểu dân thôi tri phủ còn nói cho hắn một tấm giấy trắng để hắn viết mấy chữ rất nhanh bút mực cùng giấy trắng đều chuẩn bị tốt đỗ quản gia không rõ ràng cho lắm nhưng mà cầm bút tay vẫn còn có chút rung, hắn rung rẩy viết xuống thôi tri phủ yêu cầu mấy chữ, bị nha sai cầm đi lên cho thôi tri phủ nhìn, sau khi xem xong, đột nhiên, ba, một tiếng, thôi tri phủ vỗ tay một cái bên trong kinh đường một. Lớn mật đổ ra, dám lừa gạt bổn quan. Bất kinh lình một tiếng, đem không ít người giật nảy mình, đổ công tử cùng đổ quản gia hai người đều có chút mờ mịt nhìn xem thôi tri phủ, sau đó lại tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình khế ước, không có vấn đề a. À, thôi tri phủ trực tiếp đem hai phần khế ước ném sang một bên, Đỗ nha sai nói ra, cầm xuống đi, cho bọn hắn xem thật kỹ một chút. Khế ước này, giấy trắng mực đen, ký kết người đều ký tên xác nhận, bên trên còn có hương ước xác nhận vòng hào. Thôi tri phủ âm thanh trầm thấp nói ra, các ngươi chủ tớ hai người, rõ ràng là muốn vu cáo ta đại minh sinh viên. Đỗ gia chủ tớ hai người nghe lời này, có chút không biết làm sao hô lớn, đại nhân, chúng ta oan uổng a. À. Hai người kêu oan thời điểm, nha sai đã cầm hai phần thế ước đến hai người trước mặt, đỗ thiếu gia cùng đỗ quản gia cúi đầu xem xét, trong mắt đều phải trừng ra ngoài a à, cái này chủ tớ hai người nhìn một chút khế ước nhìn thoáng qua bên cạnh lý hương ước lý hương ước nhẹ nhàng hừ một tiếng hai người lại liếc mắt nhìn bên cạnh triệu sách triệu sách mỉm cười xem ra người vật vô hại nói ra giấy trắng mực đen lại có nhân chứng các ngươi dựa vào há miệng da là muốn đùa nghịch cái gì ỉ lại đâu chương 374, từ không sinh có vu cáo người thêm chờ phản tọa giấy trắng mực đen lại có hương ước làm chứng mặc cho đổ ra hai chủ tớ người nói toạc yết hầu cũng không có khả năng lừa qua bất luận kẻ nào, đổ ra hai người nhìn xem này hai tấm khế ước bên trên ký tên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đổ công tử thất thanh nói, không có khả năng. Vì cái gì phía trên sẽ có ký chương? Đổ quản gia cũng là một mặt kinh hoảng, cả người đều sửng sốt, hắn lẩm bẩm nói, cái này. Đây là làm sao làm được? Trên đài thôi tri phủ vỗ kinh đường một, lạnh giọng nói ra, hai người các ngươi nói ngày đó cũng chưa hoàn thành ký kết. Bây giờ hương ước làm chứng, lại có giấy trắng mực đen khế ước ở đây, các ngươi còn dám giảo biện. Đỗ công tử cũng không còn trấn định, hắn rút cục luống cúng, sự tình đã thoát ra khống chế của hắn, rõ ràng hắn thiết kế tốt hết thảy, trong tay hắn khế ước phía trên song phương ký chương đều biến mất, vì cái gì triệu sách cùng Lý Hương ước trong tay khế ước, ký tên không có biến mất, triệu sách thưởng thức một chút hai người này kinh ngạc đến kinh hoảng biểu tình biến hóa, mới nhàn nhạt nói ra, không biết hai vị đánh chính là ý định gì. Ta nhiều lần cường điệu, ngày đó ta với các ngươi nhà, tại Hương ước chứng kiến hạ thanh toán tiền bạc, giấy trắng mực đen ký xong khế ước sẽ không phải nói mình nhà thật sự muốn làm từ thiện, bạc đều không có cầm tới, trước hết cùng ta đem khế ước ký rồi. Cùng ngày ký kết thời điểm, tiểu sách chính là nhìn ra trong đó cổ quái, cho nên cũng không có sách in dấu tay sự tình, bình thường ký khế ước lúc, không biết chữ người, đều là trực tiếp in dấu tay, biết chữ, có thể trực tiếp ký tên, thủ ấn theo không theo liền nhìn song phương yêu cầu, giống bọn hắn loại này có nhân chứng. Đồng dạng cũng muốn cầu không tính quá nghiêm ngặt, dù sao có tam phương đặt bút xác nhận, cho dù đổ ra trong tay cái kia phần khế ước không biểu hiện, nhưng mà triệu sách. Cùng Lý Hương ước trong tay khế ước, vẫn là có thể chứng minh, ngày ấy về sau đi người môi giới, triệu sách lại thí một lần này Lý Hương ước, liền chậm đợi sự tình phát triển, đổ ra hai người chiếc ầy một chút, há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn không hiểu, mặt ngư nước viết chữ rõ ràng đến thời gian là sẽ biến mất, trong tay bọn họ cái kia phần khế ước, phía trên ký đích xác xác thực thực đều biến mất sạch sẽ, mới dám náo ra hôm nay một màn như thế, vì cái gì triệu sách. Cùng Lý Hương ước trên tay cái kia phần không có biến mất, đổ thiếu gia nhìn xem Lý Hương ước, thất thanh nói, cái kia phần không phải ta ngày đó ký khế ước, ngươi lừa gạt ta. Lý Hương ước cả giận nói, đổ thiếu gia ngươi này nói gì vậy? Lão Phu chính là triều đình bổ nhiệm Hương ước, từ thụ mệnh đến nay, một mực cần cù chăm chỉ, gắn đạt tới đối mỗi một cái các hương thân đều làm được công bằng công chính. Hôm nay ta tại trên công đường, nói câu câu đều là lời nói thật, xuất ra khế ước phía trên cũng xác thực có ngươi xác nhận sau gia nô ký chương. Ngươi nếu không tin, cái kia cứ hỏi hà quản sự. Lý Hương ước ngay từ đầu lên công đường thời điểm, nghe tới đổ quản gia luôn mồm chắc chắn ngày đó ký kết có vấn đề căn cứ vì tự vệ cân nhắc mặc dù hắn nói là thực tế tình huống nhưng mà cũng không dám đem lời nói cắn quá chết bây giờ nhìn thấy phần này cất đặt mấy ngày khế ước quả thật không có vấn đề hắn mới thở dài một hơi lại không muốn này đổ thiếu gia thế mà ngậm máu phun người nói hắn tạo ra khế ước tới lừa gạt hắn có thể làm hương ước đều là một phương người đức cao vọng trọng về sau này đổ gia mơ tưởng trong tay hắn chiếm được một chút xíu tiện nghi bên cạnh hà quan ngọc trầm mặc lâu như vậy thình lình nghe tới lý hương ước nhất lên hắn tức khắc liền rùng mình một cái, hắn đi ra trước đó, xác thực được đến căn dặn, để hắn giúp đỡ đổ thiếu gia nói chuyện, chỉ là đi tới trên công đường sau, hắn cũng xoắn suýt hồi lâu, một mực không dám lên tiếng, dù sao hắn như thế tùy ý đổi một điểm nhỏ khẩu cung, có thể triệu sách trong nhà nhận hình phạt cũng không phải là việc. Nhỏ, bây giờ rõ ràng triệu sách bên này đứng tri phủ cùng khâm sai đại nhân, còn có cẩm y vệ tại, hắn cái kia bị dạng dò qua sau lời nói, là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng, Hà Quang Ngọc chỉ có thể ấp úng nói, ta, tiểu dân nhìn thấy, cùng Lý Hương ước đồng dạng, thôi tri phủ lại không hài lòng, trực tiếp ba, một tiếng nói ra, giống nhau là loại nào. Này giấy trắng mực đen, cái kia ngày đó bọn hắn là ký kết vẫn là chưa từng ký kết. Hà quan Ngọc ấp úng nói, ký, ký, ký xong sau, ta còn nghe được triệu công tử nói ngân phiếu 300 lượng, hiện ngân 400 lượng. Này đổ thiếu gia bên kia giống như, giống như cũng xác nhận. Hà quan Ngọc nói xong, đổ quản gia cả người đều nằm ở thấp giọng trung như run rẩy mà đổ thiếu gia thì là sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói đây đây là oan uổng triệu sách thoảng qua cất cao giọng nói nhân chứng vật chứng đều tại các ngươi còn không nhận tội khâm sai đại nhân cùng cẩm y vệ đều tại đây mặt ngươi nhóm ăn không răng trắng sử một chút tiểu thủ đoạn liền nghĩ tới nói xấu ta ta mặc dù chỉ là một cái thân phận không cao tú tài công nhưng mà cũng không phải có thế tùy ý các ngươi những người này khi nhục triệu sách một phen nói xong bên cạnh lưu công công cũng nhẹ nhàng hừ một tiếng triệu nghĩa sĩ là bệ hạ khâm phong nghĩa sĩ cũng còn có người dám thiết kế hại hắn như hắn chỉ là cái phổ thông bách tính chẳng phải là muốn bị người vu cáo chí tử. Hắn đối trên công đường thôi tri phủ nói ra, "Thôi đại nhân, hai người này dám can đảm vu cáo bản phủ sinh viên, vì chính dân gió, tất không thể dễ dàng tha thứ." Thôi đại nhân gật đầu, đang nghĩ nói chuyện, liền thấy một cái cẩm y vệ đi tới, đối Lục Tùng thì thầm vài câu, ngồi ở một bên Lục Tùng nghe xong, nhẹ gật đầu, đứng lên nói ra, "Thôi đại nhân, bổn quan là trước hết nhất gặp phải tới cáo trạng đổ da người. Bởi vì chuyện này liên quan đến triều đình thâm phong nghĩa sĩ danh nghĩa, bởi vậy bổn quan để cẩm y vệ đi tiểu ra một phen." Cẩm Y vệ đi thăm dò rồi, đổ gia chủ tớ liền dũng khí ngẩng đầu đều không có, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, những này Cẩm Y vệ là không thể nào giúp đỡ bọn hắn, thôi đại nhân cũng không nhịn được ngồi thẳng người, nói ra, không biết Lục Thiên hộ ra ra cái gì. Lục Tùng nói ra, chúng ta Cẩm Y vệ ra được, mấy ngày nay chợ phía đông có ít người được đến căn dặn, cố ý bóp lấy thời gian đến tìm Lý Hương ước, chính là vì kéo lấy hắn đến phủ nha cầm khế ước lập hồ sơ thời gian. Lời này vừa nói ra, Đổ ra hai người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xong, này cẩm y vệ liền này đều có thể điều tra ra, lục thiên hộ nói xong, mấy cái quan sai mang theo mấy cái thương hộ tới cửa, những này thương hộ đường kính, cơ bản đều là bọn hắn được căng dặn, muốn bọn hắn mấy ngày nay cũng không có việc gì đi tìm lý hương ước, chỉ cần một mực kéo lấy hắn ra ngoài làm việc liền có thể, khác cũng không cần làm. Bọn hắn cũng không biết ở trong đó cụ thể nguyên do, chỉ là nghĩ đây. Cũng không phải là chuyện thương thiên hại lý gì, liền làm theo, lại không muốn, cẩm y vệ ra nhanh như vậy lập tức tìm đến bọn hắn những này không chút nào tương quan trên thân người, một đám người nói xong, đều nơm nớp lo sợ quỳ gối trên công đường, Lý Hương ước nghe, cũng không nhịn được lau vệt mồ hôi thủy, còn tốt này người đổ ra vì này trình diễn đến đủ thật, cũng sợ hắn cái này Hương ước tự tuyệt tham dự chuyện này, đồng thời không có trước đó tìm hắn thông khí. Bằng không thì hôm nay, chết chính là nhà hắn, Lý Hương ước không khỏi hung hăng đạp liếc mắt một cái nằm sấp dưới đất, đầy người mồ hôi lạnh đổ ra chủ tớ, sự tình đến nơi này. Vụ án này cũng tra ra manh mối, thôi đại nhân trong tay kinh đường một vỗ, uy nghiêm nói ra, lớn mật đổ ra, các ngươi dám vu cáo bản phủ sinh viên. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, bản phủ cũng phải nghe một chút, các ngươi còn có gì giảo biện chi ngôn. Đổ ra chủ tớ hai người, là một câu đều nói không ra, trên mặt là trắng bệt một mảnh, thôi đại nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp phán quyết nói, theo đại minh luật, từ không sinh có vu cáo người, thêm chờ phản tọa. Chương 375, vì ngươi chút một chút mới là. Đổ ra hai người tại này thẩm phán thanh âm bên trong rốt cục hồi thần lại, không chờ bọn họ cầu tình, thôi đại nhân phán quyết liền trực tiếp rơi xuống. Đổ gia ác bột, tham dự vu cáo bản phủ sinh viên, hỏi tội đầy, lại làm chúng hãm hại, tội thêm một bậc, giảo lập tức hành quyết. Đổ gia thiếu gia dù ở trong đó vẫn chưa ra quá nhiều lực, nhưng dung túng thuộc hạ người, trước mặt mọi người hãm hại bản phủ sinh viên, trượng 200. Khác làm thủ phạm chính, tội lại thêm một bậc, trượng 200 sau lưu vong 3.000 dặm. Bởi vì hai người không có công danh cùng quân công mang theo, bất đắc dĩ tiền bạc chuộc tội. Thôi đại nhân nói xong, trong tay cầm gỗ liên cái thẻ cũng hợp thời rơi xuống trên mặt đất một cái giảo lập tức hành quyết một cái trượng trách hai trăm lại lưu vong có khâm sai cùng cẩm y vệ ở đây hành hình người cũng không thể lại thu chỗ tốt của bọn họ thủ hạ lưu tình bọn hắn là không thể nào sống hai người nhìn xem này rơi xuống trước mặt gỗ liên cái thẻ kêu khóc nói ra đại nhân tha mạng chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh còn xin đại nhân dơ cao đánh khẽ thôi tri phủ bất vi sở động quát, mang xuống hành hình quan sai đi lên mặt lạnh lấy đem kêu khóc hai người kéo xuống, đổ thiếu gia cũng không tiếp tục phục ngay từ đầu phong lưu tiêu sái, giống như chó nhà có tan đồng dạng kêu khóc, nhà ta có tiền, ta nguyện ý dùng bạc chuột hình. Ta có thể ra một vạn lượng chuột hình. Ra bao nhiêu tiền cũng vô dụng, thiên sứ cùng cẩm y vệ ở đây, người của đổ gia thậm chí không dám ra tới nhận lãnh hai người bọn họ, hai người bị kéo xuống, rất nhanh liền vang lên hành hình âm thanh, triệu sách bạc cũng giao. Kế ước này dĩ nhiên là về tới trong tay của hắn, thôi tri phủ tự mình để văn thư quan lại đây, ghi chép lập hồ sơ xuống dưới, làm xong những này, thôi đại nhân lại đối những này được căn dặn đi ngăn chặn lý hương ước người nói, các ngươi đến trễ hương ước làm việc, lẽ ra. Hình phạt. Nhưng nể tình các ngươi cũng không cảm kích, mỗi người trượng năm lần, răng đe. Trong nhà có công danh người, có thể nhất quán đồng tiền chuột hình. Những người khác trong lòng đều gọi đắng cuốn quyết, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền được năm đánh gậy, nhưng mà cũng không ai dám kêu oan, đều thành thành thật thật thụ hình, thôi tri phủ phán quyết xong, nói ra, hôm nay bản án thẩm ra xử lý hoàn tất, lui đường. Lý Hương Ước cùng Hà Quang Ngọc đều sát mồ hôi trên trán, mềm chân bị người đỡ xuống dưới, thôi tri phủ từ trên đài đi xuống, Lưu Công Công cùng Lục Thiên Hộ đều đứng lên, Triệu Sách đối mấy người xoay người chắp tay nói, đa tạ chư vị đại nhân vì học sinh lấy lại công đạo. Lưu Công Công vỗ Triệu Sách tay, thân thân nhiệt nhiệt nói, nhà ta trên đường liền nghe nói, Triệu nghĩa sĩ ngươi chính là lần này đồng thí tiểu tam nguyên. triều Đình học chính từ đại nhân càng là yêu quý ngươi, đặc biệt vì ngươi tự mình lấy chữ. Như thế một cái lương đống chi tài, không nói thôi đại nhân không muốn nhìn xem ngươi bị người vu cáo, nhà ta cùng cẩm y vệ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bên cạnh lục tùng khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, những này tới tuyên chỉ thái giám, từng cái đều là nhân tinh, đương kim thiên tử nhân hậu, bọn hắn vi biểu thân dân, đối bách tính tự nhiên đều là vẻ mặt ôn hòa, thôi đại nhân cười một tiếng, sau đó tiếp nhận bên cạnh nha sai đưa tới khế ước, trong tay hai phần khế ước, một phần ký tên địa phương màu sắc như thường. Một phần khác thì là màu sắc tương đối nhạt nhẽo, nhưng mà vẫn như cũ có thể thấy rõ phía trên ký tên. Thôi tri phủ nói ra, khế ước này thực sự cổ quái này đổ da bàn giao là dùng mặt ngư nước lừa gạt ngươi rõ ràng trong tay bọn họ khế ước ký chương đã biến mất vì cái gì trong tay ngươi cùng cái kia lý hương ước trong tay khế ước mặc dù màu sắc có sâu cạn nhưng lại vẫn như cũ có thế thấy rõ triệu sách cười nói xác thực học sinh đoán chừng cũng là vận khí tốt a à? nếu là học sinh cùng lý hương ước trong tay khế ước đều bị đổi lời nói đoán chừng hôm nay học sinh tại trên công đường cũng là hết đường chối cãi triệu sách không chút nào đỏ mặt nói kỳ thật hắn cùng lý hương ước này hai phần khế ước đều là hắn làm qua tay chân tại giao dịch cùng ngày triệu sách ngửi được một đám người trên người nhàn nhạt mùi cá tanh lại nhìn thấy cái kia mặc dù cất đặc hồi lâu vẫn có một chút xíu hương vị mực nước hắn liền đoán được mấu chốt trong đó mực nước biến thành mặt ngư nước loại này mánh khóe hắn cũng không phải lần thứ nhất tại trên tivi thấy được nhưng mà cổ nhân gặp phải loại chuyện này bọn hắn cũng không có cách nào giải quyết bởi vì mặt ngư nước bên trong màu đen hạt tròn là protein sẽ từ từ oxy hóa cho nên ba người bọn họ trong tay khế ước ký chương đều sẽ chậm rãi biến mất này đổ ra chủ tớ mới dám như vậy trắng trợn trước mặt mọi người vu hãm hắn một cái sinh viên chính là liệu định trong tay hắn không có bất kỳ cái gì vật chứng nhưng mà ký kết ngày ấy triệu sách để hứa phương bưng một chén nước trà tới cái kia nước trà cũng không phải là phổ thông nước trà mà là nước tẩy protein gặp tẩy rửa sẽ bị phá hư phân giải thành các vật chất mặc dù cuối cùng cũng sẽ biến mất nhưng mà này biến mất trình độ sẽ giảm bớt rất nhiều lý hương ước cái kia phần tại giao dịch cùng ngày triệu sách liền đem nước tẩy bôi ở phía trên, cho nên hôm nay hắn tự nhiên có thế không nhanh không chậm đứng trên công đường, nhìn xem hai người này diễn kịch, bất quá, những này nói những này đại nhân cũng không hiểu, triệu sách liền khiêm tốn nói ra, ta cùng này đổ công tử cũng không. Bất luận cái gì gặp nhau, hắn lại đánh lấy giao hảo danh nghĩa, lập tức vì ta hàng một trăm lượng tiền bạc. Triệu sách thở dài một hơi nói ra, quả nhiên thiên hạ sẽ không vô duyên vô cớ rớt đĩa bánh. Thôi đại nhân nhớ tới thi phủ ngày ấy, chính mình khảo giáo triệu sách lúc, hắn lời nói, hắn mang theo chút hiền từ vỗ vỗ triệu sách bả vai nói, cha mẹ ngươi song vong, trong nhà cũng không cao đường, dựa vào chính mình một người sờ bơi lội, vẫn như cũ có thể được ra những này cách đối nhân xử thế đạo lý, cũng coi là đáng quý. Triệu sách gượng cười một chút, có chút muốn lau lau mồ hôi, hắn chính là tùy ý cảm thán một câu, nghĩ không ra dẫn tới tri phủ đại nhân dạng này tán thưởng hắn, thôi tri phủ khen xong, lại nói ra, án này đã thẩm kết, lưu công công cùng cẩm y vệ có bản phủ chiêu đãi cũng không cần ngươi phân tâm. Ngươi hôm nay vừa được triều đình treo biển, cũng quấy rầy tả hữu quê nhà. Vẫn là mau mau trở về, thừa dịp thời gian còn sớm, chuẩn bị cái tiệc trụ đáp tạ các vị hàng xóm láng giềng mới là. Triệu sách trong nhà không có người chủ sự, thôi tri phủ liền tự giác cho hắn cầm lên cái này tâm, triệu sách nghe hắn nói như vậy, chân tâm thật ý chấp tay nói ra, đa tạ phủ tôn đại nhân. Thôi đại nhân khoát khoát tay, triệu sách lại cùng lưu công công cùng cẩm y vệ thiên hộ riêng phần mình từ biệt mới đi, triệu sách đi ra công đường sau, công đường ngoại trạm tú tài công có người hô, đi ra. Triệu nghĩa sĩ hôm nay được triều đình treo biển, vu cáo ngươi tạc nhân cũng bị trị tội, chúng ta đều là bản phủ sinh viên, lẽ ra vì ngươi chút một chút mới là. Người này nói xong, những người khác cũng đều nhiệt tình đáp lại, triệu sách từ chối không được, đành phải cười nói ra, vậy hôm nay liền mời đại giá quan lâm hàng xá náo nhiệt một phen. Triệu sách đi ở phía trước, đằng sau đi theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp, tất cả đều là bản phủ sinh viên cùng nho sinh nhóm, đại gia trên đường đi cười cười nói nói. Động tỉnh này sau ngày đó bọn hắn thi viện qua đi dạo phố huyên náo còn lớn, đi ngang qua người đều nhao nhao đang hỏi thăm xảy ra chuyện gì, liền có sinh viên cho bọn hắn sinh động như thật nói triệu sách lĩnh thánh chỉ lúc anh tư, một đoàn người vô cùng náo nhiệt đến nhà mới thời điểm, liền gặp được triệu sách trong nhà đã tại quê. Nhà trợ giúp dưới bày lên bàn tiệc, Tô Thải Nhi mang trên mặt cao hứng cười, đang tại trong đó bận biểu tới bận biểu đi. Triệu nghĩa sĩ trở về. Nghe được có người hô về sau, Tô Thải Nhi quay đầu nhìn lại, liền cất bước bước nhanh chạy tới. Phu quân. Tô Thải Nhi đứng vững tại triệu sách trước mặt, tóc mai bởi vì rối ren có chút tản mát, hai mắt mang theo ánh sáng sáng. Các bạn hàng xóm nói muốn chúc hôm nay phu quân được treo biển, giúp đỡ chúng ta bày yến hội. Hiện nay phu quân trở về, chúng ta liền có thể khai tiệc. Chương 376, Phi lễ chớ nhìn. Triệu sách tại Phủ Thành mua phòng ở, vị trí địa lý coi như không tệ, bởi vậy tả hữu quê nhà gia cảnh cũng đều là không tệ. Triệu sách đi rồi, bọn hắn liền phái nhà mình nữ quyến lại đây, cùng Tô Thải Nhi cùng nhau thu xếp cái này yến hội, các gia các hộ cái bàn đều đem ra. Bàn tiệc từ trong viện một mực đặt tới triệu sách ra ngoài cửa lớn, nhìn thấy triệu sách trở về, đại gia cũng đều nhao nhao xông tới. Chúc mừng triệu nghĩa sĩ hôm nay được đến triều đình treo biển. Dẫn đầu hàng xóm hỏi, nghe nói triệu nghĩa sĩ ngươi bị tạc nhân hãm hại, việc này thế nhưng là có kết quả rồi. Triệu sách bên cạnh một cái tú tài công cao giọng nói ra, triệu nghĩa sĩ có thánh chỉ hộ thân, như thế nào một chút đạo chích có thể vu cáo. Cẩm y vệ tự mình phái người, trợ giúp tra ra chân tướng trong đó, những cái kia vu cáo tạc nhân cũng bị phủ tôn đại nhân xử lý. Lời nói này xong, đại gia lại là một trận chúc mừng, người ở chỗ này thực sự là quá nhiệt tình, mọi người đều nghĩ đến cùng triệu sách trò chuyện triệu sách trước mặt tô thải nhi vì tránh người đều cơ hồ muốn trốn đến chính mình phu quân trong ngực triệu sách duỗi ra một cái tay hư hư nắm ở nàng vì nàng cùng người chung quanh lưu lại một điểm vị trí sau đó cũng cất giọng nói đa tạ các vị hàng xóm cùng đồng môn trợ giúp hôm nay tại hạ được triều đình treo biển lại đem vu cáo người đưa vào phủ nha vốn nên là ta thu xếp yến hội xin mọi người mới đúng triệu sách sau lưng một cái tú tài công nói ra hôm nay là ngươi ngày đại hỷ nào có để ngươi tốn kém đạo lý là chúng ta tới chúc ngươi nên chúng ta tốn tâm tư mới là triệu nghĩa sĩ ngươi đi vào trước thu xếp bàn tiệc sự tình giao cho chúng ta là được triệu sách tại đám người nhiệt tình dưới đối tô thải nhi cười nói đi chúng ta vào nhà trước đi tô thải nhi liền bị hắn trước kéo vào phòng triệu sách mới vừa lên công đường tô thải nhi cũng không biết lúc nào đi về nhà cho hắn cầm một thân mới sim y lôi kéo triệu sách về đến phòng bên trong thay đổi triệu sách đem trên công đường sự tình cùng tô thải nhi nói đơn giản tô thải nhi đương nhiên nói lúc trước nhìn thấy phu quân đối cái kia khế ước có hành động ta liền biết phu quân khẳng định là có chuẩn bị mà đi. Bất quá, nhớ tới bọn hắn như thế thiết kế phu quân của mình, Tô Thải Nhi cũng vẫn là rất tức giận. Bọn hắn những người này thật sự quá xấu rồi. Triệu sách cười nắm nắm đang cúi đầu cho mình buộc đai lưng người cầm nhỏ, không sợ, lần này qua đi, toàn bộ phủ thành đoán chừng đều không ai dám trêu chọc chúng ta. Tô Thải Nhi nhịn không được nhúng tay ôm hắn gầy gò eo, cái cầm ngẩng lên đè vào phu quân trên lồng ngực. Đúng thế, phu quân ta thế nhưng là thánh thượng khâm phong triều đình nghĩa sĩ. Triệu sách cúi đầu, thân nàng một ngụm, hai người cũng không có ở trong phòng dính nhau quá lâu, thay xong sim y liền đi ra, nhà bọn hắn hôm nay mới động đậy lửa phòng bếp, đã truyền ra nồng đậm đồ ăn mùi thơm, không ít tú tài công hỏi đồ ăn mắc sau, lại tự phát đến phụ cận tửu lâu đi mua thêm không ít thịt rượu, tửu lâu hỏa kế dùng xe đẩy, xe xe thịt rượu hướng triệu sách trong nhà vận, tới ăn tiệc tú tài công nhóm, tất cả mọi người là vừa hạ học chuẩn bị về nhà, trên người cũng không có cái gì. Quý giá đồ vật có thể chúc mừng, có ít người dứt khoát xuất ra một chút chưa bao giờ dùng qua giấy và bút mực, cũng có văn thải tốt, trực tiếp liền còn chưa lên món ăn cái bàn, viết xuống một chút câu đối hoặc là một bộ chúc mừng chữ, Triệu Sách cửa nhà rộn rộn ràng ràng, dẫn tới bên ngoài đại lộ người cũng nhao nhao ngừng chân, Tống công tử cũng đi theo Triệu Sách từ phủ nha về tới nơi này, hắn vung tay lên, đối với mình người hầu nói ra, đi thiên hương lâu, thỉnh hai cái nổi danh chút tiểu. Nương tử đến cho đại gia hát cái khúc. Tống công tử mở miệng, việc này tự nhiên rất nhanh liền làm tốt, không bao lâu, xe ngựa liền lôi kéo hai cái cầm tỳ bà cùng đàn cô nương đến đây, hai người đều là tỉ mỹ ăn mặc một phen, thức tha dáng người với thêm khuôn mặt đẹp đẽ, gió không cần thổi, liền có thể ngửi được trên thân hai người song phấn mùi thơm, tống công tử tùy tùng cao hứng nói ra, chư vị, hai vị này là thiên hương lâu thiến nhi cô nương cùng ngọc nhi cô nương. Công tử nhà ta vì ăn mừng triệu công tử được triều đình treo biển, chuyên môn mời đến ăn mừng náo nhiệt. Hai người liền ôm nhạc khí, yêu xinh đẹp như đối với đám người đi một cái vạn phúc lễ, một đám đang chuẩn bị ngồi vào vị trí người đọc sách, nhìn thấy loại này tràn cảnh tức khắc nhiệt tình càng là tăng vọt, không ít còn không có khảo thủ công danh nho sinh nhóm, đều mặc ửng hồng cầm ống tay áo che mặt, trong miệng vừa nói phi lễ chớ nhìn một bên trốn đến đám người đằng sau đi thăm dò nhìn quanh tống công tử để cho người ta bày cái vị trí hai cái cô nương liền ngồi xuống rất nhanh sáo. trúc vang lên tiệc trụ cũng liền chính thức bắt đầu bởi vì ở đây đều là người đọc sách chiếm đa số điểm nam nữ hai chỗ ngồi triệu sách vừa thay xong xiêm y đi ra liền được mời đến thủ tịch bên trên khâu thư bạch ngồi ở bên cạnh hắn tống công tử cũng tự phát ngồi tại một bên khác hưng phấn lôi kéo hắn nói chuyện tô thải nhi thì phải đi đến nữ quyến bên kia tiệc trụ nàng đi đến ở giữa liền gặp được chính mình đã từng gặp một lần Luân Minh Nghĩa. Luân Minh Nghĩa dẫn đầu chào hỏi, Triệu. Triệu phu nhân. Tô Thải Nhi đối hắn gật gật đầu, nhiệt tình nói ra, đã khai tiệc, Luân công tử nhanh đi liền tòa A. Luân Minh Nghĩa tốt nghiêm mặt, nói ra, đa tạ Triệu phu nhân. Hắn nhìn một chút chỗ ngồi của mình, lại nhìn xem ngồi tại thủ tịch Triệu sách một bàn người, Tô Thải Nhi đang nghĩ tiếp tục đi, lại nghe được Luân Minh Nghĩa nói nghiêm túc, Triệu phu nhân, ta bây giờ là Triệu sách đồng môn. Tô Thải Nhi mê man nhìn xem hắn, Luân Minh Nghĩa nói tiếp, liền, triệu sách tại học đường vị trí, ngay tại bên cạnh ta. Ta, ta cùng triệu sách quan hệ, bây giờ cũng là không tệ. Nói xong về sau, hắn tự hồ cũng cao hứng một điểm, hướng phía Tô Thải Nhi tùy ý phất phất tay, dẫn đầu đi, Tô Thải Nhi chớp mắt một cái con ngươi, không phải rất có thể hiểu được luân công tử này không hiểu thấu mấy câu, tiệc rượu bên trong, một bàn bàn người thay phiên đến cho triệu sách mời rượu, tống công tử là một hoang tràng hảo thủ, tự nhiên tử lượng cũng là không tệ, lúc trước triệu sách đồng thí thời điểm, hắn không có cho triệu sách tổ chức đến yến hội, hôm nay liền hắn liền dự định. Biểu hiện biểu hiện, tranh thủ lại vẫn chắc một chút cùng triệu sách hữu nghị, luân công tử bởi vì cùng triệu sách là cùng lớp, chỗ ngồi cách hai người cũng không xa, ngay tại sát vách cái bàn, nhìn xem những người này cùng triệu sách chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, cuối đầu nhìn xem mình cái chén, nhếch miệng, hắn mặc dù là tú tài công, nhưng mà năm nay mới 14 tuổi, phụ thân hắn minh xác nói, tại kiểm tra đến cử nhân hoặc là tập quan trước đó, đều là không cho phép chính mình uống rượu, mọi người đều uống rượu. Liền hắn cùng mấy cái trẻ tuổi nho đồng không thể uống rượu, thực sự là mất hứng, Luân Minh Nghĩa trù trừ thật lâu, bưng trong tay mình ngọt ngào đồ uống, vẫn là đi ra phía trước. Triệu, Triệu Sách, hôm nay chúc mừng ngươi. Triệu Sách trong chén trang là rõ ràng rượu, hắn không để ý chút nào Luân Minh Nghĩa trong chén không phải rượu, hào phóng cùng hắn đụng phải cái chén. Hôm nay tại thư viện cửa ra vào, đa tạ Luân Công Tử khẳng khái trợ giúp. Luân Minh Nghĩa không nghĩ tới chính mình buổi sáng hôm nay tại thư viện một phen nói chuyện cũng bị Triệu Sách nghe được, hắn cao hứng trên mặt hơi hơi phát nhiệt, ngửa đầu đem thức uống trong ly uống một hơi cạn sạch, triệu sách cùng hắn đụng xong chén sau, bên cạnh khâu thư bạch lại đem hắn hô tới, triệu sách liền đối với Luân Minh nghĩa nhẹ gật đầu, lại ngồi trở xuống. Chương 377, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hai cái đánh đàn cô nương mặc dù được đến không ít chú mục, nhưng mà bởi vì thân phận cùng địa điểm suy nghĩ, đồng thời không người nào dám thoải mái tới gần, kiến hội vô cùng náo nhiệt một mực nháo đến mặt trời xuống núi. Mọi người mới bắt đầu lưu luyến không rời cáo biệt, Tô Thải Nhi đem những này nữ quyến cũng đưa đến cửa ra vào, nhìn thấy bên kia hai cái cô nương còn tại đánh cuối cùng một bài từ khúc, hai người này mặc đồ đỏ mang hồng, tay nhỏ thon dài tại nhạc khí thượng bay múa, Tô Thải Nhi. Lập tức liền nhìn vào thần, đợi đến triệu sách đứng dậy đi ra thời điểm, liền thấy chính mình tiểu cô nương đang đứng ở một bên, con mắt trực lăng lăng nhìn xem cái kia hai cái ở bên đánh đàn phong trần nữ tử, triệu sách đi qua, buồn cười gõ gõ Tô Thải Nhi tiểu ngạch đầu. Đang nhìn cái gì đâu? Tô Thải Nhi lấy lại tinh thần, cái mũi nhỏ giật giật. Ngửi được phu quân trên người nồng đậm mùi rượu, nàng sờ lên trán của mình, mới nhỏ giọng nói phu quân các nàng đánh thật êm tai triệu sách tùy ý nhìn thoáng qua nói ra cũng không sai biệt lắm xong thu thập một chút chúng ta cũng trở về đi bọn hắn phòng này hôm nay mặc dù bị một đoàn quan sai tu chỉnh qua lại vẫn mới đồ gia dụng đi vào nhưng mà bọn hắn gian phòng đồ gia dụng là không có cho nên hai người đêm nay vẫn là trở về bên kia lâm thời chỗ đặt chân đợi đến ngày mai đi tìm thợ một bên kia để hắn trước tiên đem giường chế tạo ra tới liền có thể chuyển tới ở tô thải nhi lên tiếng nhanh đi giúp đỡ tả hữu hàng xóm dọn dẹp Bát chén dĩa đĩa cùng cái bàn đại gia riêng phần mình gánh về nhà, lại có hai cái ở phụ cận giúp đỡ. Quét dọn một chút, cũng liền tốt, hai người lúc trở về, trời đã đen lại, tại gõ mỏ cầm canh âm thanh vang lên lần thứ nhất lúc, bọn hắn cuối cùng là về tới chỗ ở, khâu thư bạch hai người đã về tới trước, lục thị tại nhà chính bên trong đốt đèn chờ lấy bọn hắn, cười nói ra, đã cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng thủy, nhanh đi rửa mặt nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đi học đường đâu. Triệu sách đối nàng nói tạ sau, hai người liền cùng nhau về hậu viện, tô thải nhi trước tắm rửa, sau khi tắm, lại không biết từ nơi nào mò ra một bát canh giải rượu cho triệu sách uống xong, thu thập một phen sau, cuối cùng là có thế nằm ở trên giường, Tô Thải Nhi nhớ tới hôm nay phu quân tiếp thánh chỉ thời điểm bộ dáng, ông chăn mình trên giường cao hứng lăn hai vòng, triệu sách nằm xuống sau, nàng liền chuyển A chuyển A, tự giác tại trong ngực của hắn tìm một cái vị trí thoải mái. Phu quân, ta hôm nay nghe các bạn hàng xóm nói, được đến triều đình treo biển lời nói, là muốn trở về tế tổ. Vậy chúng ta muốn trở về sao? Bọn hắn vừa tới Phủ Thành không lâu, triệu sách cũng không muốn như thế bôn ba. Không được, tế tổ sự tình, trong nhà có đại bá bọn hắn sẽ giúp xử lý, đợi đến lúc sau Tết, chúng ta lại mang theo thánh chỉ cùng nhau trở về liền có thể. Tô Thải Nhi nói, tốt a, à, vậy ta nghe phu quân. Hai người nằm trong chốc lát, Tô Thải Nhi không có thử một cái đánh lấy cây quạt. Đúng, phu quân không thích các nàng đánh từ khúc sao. Tô Thải Nhi nhìn thấy, cái kia hai cái đánh từ khúc cô nương, ở đây người đọc sách nhóm liền không có không có nhìn trộn các nàng, liền các nàng nữ quyến bên kia chúng phụ nhân, không ít người trong miệng đều là nói, hồ mị tử, lời nói, một bên len lén nhìn xem, nhưng là mình phu quân, lại tự hồ như cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, triệu sách cười nói, vẫn được, có thể ta nghệ thuật tế bào không thế nào đủ, tùy tiện nghe một chút là được. Thế nào, ngươi muốn học? Tô Thải Nhi cũng không phải muốn học, chính là cảm thấy rất mới lạ, nàng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là luyện chữ cùng học sổ sách, theo thùa cũng chỉ là học cái gia lông, coi như muốn học cũng không có thời gian, Tô Thải Nhi nói, cũng không phải rất muốn học, chính là nhìn xem quái đẹp mắt triệu sách nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng này có cái gì đẹp mắt đẹp mắt nhất tiểu nương tử chẳng phải tại trong ngực ta rồi sao tô thải nhi cũng cười hì hì ôm hắn anh dũng nhất lan quân cũng đang ôm ta đây hai người ôm lẫn nhau thổi một đợt cầu vòng cái rắm trong phòng mới xem như yên tĩnh trở lại ngày kế tiếp sáng sớm không sai liền muốn xuất phát hồi cung triệu sách xem như tiếp thánh chỉ người mặc dù thân phận không đủ góp không đến đứng đắn tiễn biệt đội ngũ đi nhưng mà hắn cũng lẽ ra đường đi thượng đưa tiễn để cho tuyên chỉ người đối với hắn ấn tượng càng tốt hơn một chút cho nên sáng sớm triệu sách liền đứng lên, đi lão phùng gia bên trong mượn lập tức, cưỡi đến ngoài cửa. Thành, cửa thành vừa mở không lâu, Khâm sai đội ngũ liền xuất hiện ở phụ cận, trong thành quan viên cùng phú hộ nhóm, đều nhao nhao xúc động, đứng trên xe ngựa đứng thật cao, muốn cùng Khâm sai đại nhân từ biệt, dù sao bọn hắn cái này địa phương nhỏ, cho dù là phủ thành. Muốn gặp được khâm sai rất nhiều người cũng là cả một đời đều không nhìn thấy, nếu như mình có thế tại khâm sai trước mặt lộ khuôn mặt, chờ khâm sai về kinh thành sau, cùng bệ hạ nói lên hai câu, nhà bọn hắn ngày sau nhất định. Có thể bay vàng lên cao, đây cũng là vì cái gì đại gia vì tiễn biệt, mà chèn phá đầu duyên cớ, đến cửa thành, thâm sai đội ngũ dừng lại, lưu công công rèm xe vén lên, cùng tiễn biệt thôi đại nhân đám quan viên từ biệt, một bên cũng tự phát tới đưa tiễn người, tức khắc đều rộn ràng, một người cao giọng kêu những lời khác, đại gia cũng đều nhao nhao thân cái đầu ứng hòa, tiếng gầm một tiếng cao hơn một tiếng, còn có không ít người để nhà mình người hầu đứng ở trần xe đi, muốn gây nên thâm sai chú. Ý, lão phùng xem như phủ thành phòng giữ võ tướng tự nhiên cũng tại tiễn biệt đội ngũ bên trong, không sai chỉ lo cùng thôi đại nhân nói chuyện, hắn liền nhàm chán nhìn chung quanh một lần, quả nhiên thấy triệu sách cưỡi tại ngựa cao to bên trên, đang xa xa nhìn xem bọn hắn bên này, lão phùng đối triệu sách khoát khoát tay, đang tại tuần sát tả hữu lục thiên hộ nhìn xem bản địa chỉ huy sứ hướng phía một vị trí chào hỏi, cũng xuống ý thức nhìn sang. Liền nhìn thấy mặc dù chung quanh đậu đầy xe ngựa, to, lại vẫn như cũ không che giấu được cưỡi tại ngựa cao to bên trên triệu sách lục thiên hộ trong lòng có chút kinh ngạc. Này một người đọc sách thật không hổ là triều đình khâm phong nghĩa sĩ, liền cưỡi ngựa đều biết hắn đối triệu sách khẽ gật đầu triệu sách cũng ngồi trên lưng ngựa đối hắn làm cái vái chào mặc dù có chút dở dở ương ương nhưng mà cũng coi là đem cấp bậc lễ nghĩa làm đủ đợi đến thâm sai từ biệt xong đội ngũ liền chậm rãi hướng phía quan đạo mà đi những cái kia ngồi lập tức xe tới cũng lái xe ngựa xa xa theo ở phía sau làm ra một bộ mười dặm đưa tiễn dáng vẻ triệu sách thì trực tiếp quay đầu ngựa lại hướng phía thành nội trở về hắn còn phải chạy về đi thư viện đi thượng tảo hóa lục thiên hộ hướng về sau nhìn thoáng qua nhìn thấy vừa mới cái kia cưỡi tại ngựa cao to bên trên người cũng không cùng lại đây, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, trong xe lưu công công cũng đang vén rèm lên, nhìn một chút bên ngoài. Này cao châu bách tính thật sự là nhiệt tình. Lục Tùng cười nói, lưu công công là thiên tử sứ thần, dĩ nhiên là nhận dân chúng kính yêu. Suy nghĩ một lúc, hắn nói ra, nói đến, vừa mới tại tiễn đưa đội ngũ bên trong, hạ quan còn chứng kiến triệu nghĩa sĩ để đưa tiễn. Lưu công công gật đầu nói ra, kẻ này bây giờ mặc dù chỉ là cái tú tài, nhưng mà phẩm tính cùng tài học đều là thượng giai, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhà ta hồi cung giao nộp chỉ thời điểm, phải hảo hảo cùng hoàng gia nói một chút lần này phát sinh chuyện lý thú mới là. Lục Tùng cũng là thuận miệng đề ra một câu, nghĩ không ra này Lưu công công trong lòng cũng đối cái này mới vừa ra lò nghĩa sĩ có chút coi trọng, bất quá bây giờ này nghĩa sĩ chỉ là cái túi tài, trong nhà cũng không quá mức bối cảnh, thân phận như vậy, phóng tới bọn hắn bắt trực lệ đi, đó là không nổi lên được bất luận cái gì một bọc nước, Lục Tùng cũng không có lại để ở trong lòng, chờ lộ đi đến một nửa hắn mang theo một nửa cẩm y vệ nói ra, công công thuận buồn xuôi gió, hạ quan trên người còn. Có hoàng mệnh mang theo, đi đầu một bước. Nói xong, quay đầu ngựa lại, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Chương 378, Tu La Tràng A à đây là. Triệu sách ngày kế tiếp đi đến thư viện, tự nhiên lại là nhận các bạn cùng học một phen chúc mừng, hạ học sau, các lớp khác bên trên người cũng đều nhao nhao hầu chờ ở cửa triệu sách, có chút hôm qua sớm đi không có đi đến triệu sách trong nhà tham dự yến hội, nghe người bên ngoài lời nói, từng cái đều kinh tháng không thôi bọn hắn một đám người đọc sách vai không thể gánh tay không thể nâng lại ra một cái bị triều đình tán thưởng năng lực bắt giặc người trung dũng nghĩa sĩ cho nên đại gia hạ học sau đều nhao nhao hầu tại ven đường chờ lấy nhìn triệu sách anh tư triệu sách một đường đi tới đều tại đáp lại đại gia chúc mừng chờ rốt cục trong đám người đi ra sau triệu sách cuối cùng là thở ra một hơi khâu thư bạch tại bên cạnh hắn cũng bị gạt ra một thân mồ hôi hôm qua đại gia mới vì ngươi chúc một lần hôm nay vẫn là nhiệt tình như vậy ngươi cái này triều đình nghĩa sĩ, thực sự là không tầm thường. Những người khác chỉ có thể từ triều đình trong thánh chỉ đọc được trung dũng nghĩa sĩ mấy chữ, nhưng mà khâu thư bạch thế nhưng là trực tiếp nhìn xem triệu sách đem những cái kia tạc mắt đánh ngã, nhớ tới triệu sách ngày đó anh tư, khâu thư bạch đều cảm thấy triệu sách thực sự là quá thần kỳ, hắn ao ước nói, ngươi đọc sách tốt như vậy, bây giờ lại có võ nghệ mang theo, nếu không ngươi ngẫu nhiên cũng dạy ta mấy tay. Triệu sách nghe hắn, cười nói, ta cũng sẽ một chút xíu da lông, cũng không dám dạy ngươi. Dù sao ta có thế bắt được tạc nhân, dựa vào cũng không phải công phu, mà là một thân mang lực. Đúng rồi, khâu thư bạch hơi lúng túng nói, ta ngược lại là quên ngươi cái này thiên sinh thần lực. Đúng, ta mướn viện tử hai ngày này liền muốn cùng ta mẫu thân dời đi qua, sớm muốn nói với ngươi một tiếng. Triệu sách gật đầu nói, ta cũng không sai biệt lắm dời, hai người một đường nói chuyện, chậm rãi đi trở về, lúc này bọn hắn đi đến chỗ đặt chân, một chiếc xe ngựa đang dừng ở trước cổng chính, chạy xe xa phu mới từ càng xe thượng nhảy xuống, xốc lên bên ngoài màn xe. Phu nhân, lão gia, triệu nghĩa sĩ nhà đến ừm, vậy thì xuống xe A. Trong xe truyền ra một trận giọng nam, sau đó, liễu phu nhân tại chính mình tỳ nữ nâng đỡ trước xuống xe ngựa, phía sau nàng thì đi theo một người tướng mạo anh tuấn trung niên nam nhân, hai người sau khi rơi xuống đất, xa phu tiến lên gõ cửa, tô thải nhi ngay tại phụ cận chờ lấy chính mình phu quân về nhà, nghe tới tiếng đập cửa rất nhanh liền cao hứng chạy tới mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa người xa lạ, tô thải nhi có chút nghi ngờ hỏi, mấy vị là. Xe này phu đối tô thải nhi hành lễ, nói ra, vị này chắc hẳn chính là triệu phu nhân rồi a à? Phu nhân nhà ta họ liễu, hôm qua tại trên công đường cùng triệu nghĩa sĩ có chút hiểu lầm, hôm nay cố ý tới cửa tặng lễ nói xin lỗi. Mã Sa Phu đằng sau, đứng liễu phu nhân cũng nhấc lên tinh thần của mình, đối Tô Thải Nhi nhiệt tình cười cười. Triệu phu nhân Nguyên bản đổ gia cửa hàng là muốn bán tại chúng ta liễu gia, ngày ấy đổ thiếu gia tới cửa, nói muốn thiếp thân đem cửa hàng tặng cho triệu tú tài. Thiếp thân cũng không biết trong đó sự tình, chỉ là kính ngưỡng triệu tú tài tài hoa, bởi vậy đáp ứng việc này. Lại nghĩ không ra, cái kia đổ ra vậy mà dùng cái này ý đồ đến đồ vu hãm triệu tú tài. Thiếp thân hôm qua mặc dù chỉ là trên công đường thượng ăn ngay nói thật, nhưng mà sau khi về nhà trong lòng vẫn là băng khoăn. Bởi vậy hôm nay cố ý mang lên hôn phu lại đây, phải thật tốt cho triệu tú tài các ngươi nói lời xin lỗi mới là. Hôm qua trên công đường người, đại bộ phận đều ăn đánh gậy, liễu phu nhân vẫn còn tính hảo vận, nàng tại việc này bên trong tham dự vết tích cũng không nặng, mà lại cái kia đổ thiếu gia cũng là bị dọa sợ, đồng thời không có đem nàng biết tình hình thực tế một chuyện khai ra, cẩm y vệ bởi vì thời gian có hạn, điều tra phương hướng cũng chỉ là vì triệu sách rửa sạch quan quốc, ánh mắt của mọi người đều không có tụ ở trên người nàng, nàng lúc này mới may mắn nhặt về một cái mạng, bất quá nàng sau khi về nhà ngẫm lại, cũng là nghĩ mà sợ không được, nếu là đằng sau đã xảy ra biến cố gì, còn chính mình này biết chuyện không báo tội danh vẫn là có thể sẽ bị tuôn ra đi, cho nên nàng hôm nay thật sớm liền khiến người ta chuẩn bị lễ. Mang theo mình nam nhân tự thân tới cửa muốn cầu được triệu sách tha thứ, dạng này đằng sau cho dù có biến cố gì, chỉ cần triệu sách cái này vào tri phủ mắt người không dẫm một cước cái kia bằng nàng liễu gia quan hệ còn có thể bảo toàn liễu phu nhân sau khi nói xong tô thải nhi có chút hồ nghi nhìn nàng một cái phía sau nàng nam nhân có chút trà lơ phất phơ nhìn xem chung quanh sau đó vừa quay đầu nhìn thấy tô thải nhi thời điểm nam nhân này tức khắc thay đổi một cái khuôn mặt tươi cười triệu phu nhân tốt tại hạ là liễu phu nhân hôn phu hôm nay cố ý cùng phu nhân cùng nhau lên môn đạo xin lỗi nghĩ không ra triệu phu nhân trẻ tuổi như vậy mỹ mạo cùng triệu nghĩa sĩ thật sự chính là trai tài gái sắc nam nhân này xem ra mới chừng 20 tuổi, râu dưới cầm bị quát sạch sẽ, cười lên cũng coi là anh Tuấn tiêu sái, chỉ là hắn nụ cười này, Tô Thải Nhi tiểu lông mày tức khắc nhíu lại, người này, Tô Thải Nhi hồ nghi lại nhìn hắn một cái, bên cạnh liễu phu nhân bị vắng vẻ, có chút lúng túng nói, triệu phu nhân, nếu không chúng ta đi vào nói chuyện. Liễu phu nhân sau lưng mấy cái người hầu đều ôm hộp quà, Tô Thải Nhi đành phải đem nghi ngờ của mình thu hồi, nhẹ gật đầu, mấy người đang muốn vào cửa lúc, liền nghe tới bên kia truyền đến triệu sách tiếng la. Thải Nhi, Tô Thải Nhi hai mắt tỏa sáng, quay đầu đi, bước nhanh ra ngoài. Phu quân ngươi trở về. Triệu Sách nhìn xem đứng vững ở trước mắt Tô Thải Nhi, lại nhìn một chút đang muốn tiếng nhà hắn cửa một đoàn người, Liễu phu nhân tức khắc trên mặt đổi một cái sáng rỡ cười, hướng phía Triệu Sách đi tới. "Triệu nghĩa sĩ, tiếp thân lại cùng ngươi gặp mặt." Nàng nhu nhu hướng phía Triệu Sách cúi đầu, sau đó dừng mắt liếc bên cạnh nàng nam nhân, nam nhân này lại căn bản không nhìn nàng, chỉ thấy Triệu Sách bên cạnh Khâu Thư Bạch, Khâu Thư Bạch bị hắn trực câu câu nhìn chằm chằm khẽ nhíu chân mày tô thải nhi lôi kéo triệu sách nhỏ giọng nói phu quân đây là liễu phu nhân tướng công triệu sách nhìn thoáng qua nam nhân này tô thải nhi còn nói hắn hắn cùng khâu công tử dung mạo thật là giống a à. tô thải nhi không nói triệu sách cũng nhìn ra hai người này tướng mạo có thể là nói có sáu bảy thành tương tự nghĩ đến ngày đó đổ quản gia trong miệng khâu tướng công triệu sách trong lòng cũng đoán được bảy tám phần hắn lôi kéo bên cạnh cùng nhau ăn dưa tô thải nhi lên tiếng đánh vỡ rầm mặt. hai vị nếu đến đây vậy liền vào cửa uống chén trà a à? Triệu sách lôi kéo Tô Thải Nhi ở phía trước, khâu thư bạch vượt qua hai người, theo ở phía sau, liễu phu nhân nhúng tay, nhéo một cái bên cạnh đang ngu ngơ người. Họ khâu, người tốt nhất cho ta một lời giải thích. Khâu tướng công có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, đi theo phía sau mọi người, trong phòng lục thị nhìn thấy Tô Thải Nhi ra ngoài lâu như vậy còn không có đi vào, cũng đi đến đại môn phụ cận muốn nhìn một chút, nhìn thấy triệu sách lôi kéo Tô Thải Nhi, khâu thư bạch theo sau lưng đang đi vào cửa, lục thị cười nói, trở về. Triệu sách đối nàng nhẹ gật đầu, sau lưng khâu thư bạch xem ra sắc mặt không được tốt lục thị tiến lên đón hỏi thư bạch làm sao vậy nàng tiến lên sau liền thấy được ở phía sau vào cửa liễu phu nhân hai người lục thị con mắt khi nhìn đến nam nhân kia thời điểm đột nhiên con ngươi hơi rung khâu tướng công vô ý thức hô ngươi ngươi là tú nương chương 379, tiểu tri kỷ trong phòng bầu không khí có chút cháy bỏng triệu sách lôi kéo tô thải nhi trốn đến một bên rời xa tu la tràn trung tâm tiểu phương tử cho bọn hắn thượng chén nước trà không rõ ràng cho lắm hứa phương đem triệu sách giỏ rút tất kỹ, sau đó đến trong phòng bếp cho mấy người bưng nước trà, vốn là muốn lên môn đạo xin lỗi hai người, lúc này một người mặt đen lên, một người thì bức rứt bất an nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, lục thị ngồi tại khâu thư bạch bên cạnh, một một gương mặt, không nói gì, ngược lại là khâu thư bạch chịu không được dạng này trầm mặt, nói ra, nương, hai người này là đến cho triệu sách trong nhà nói xin lỗi, chúng ta đi vào trước đi. Lục thị không nói gì, nhẹ gật đầu, đang muốn đứng dậy, khâu tướng công một phát bắt được tay của nàng, tú nương, khoan hãy đi. Lục thị nắm tay rút ra, nhìn thoáng qua liễu phu nhân, có chút không biết như thế nào phản ứng nói ra, xin tự trọng. Lục thị vốn cho là người này chết rồi, lại không muốn hắn sống thật tốt, bên người còn có kiều thê làm bạn, một bên liễu phu nhân thì cười nhạo một tiếng này còn xem không hiểu là chuyện gì xảy ra, nàng thật đúng là sống ủng phí, lần trước tại đổ ra cửa hàng kia nhìn thấy khâu thư bạch thời điểm, nàng liền đại thái đoán được, khiếp khiếp mắt, liễu phu nhân trực tiếp lên tiếng hỏi, khâu thiếu bân, đây là nhi tử ngươi a? Trên dưới quét mắt một lần khâu thư bạch, lại nhìn một lần bị hắn che chở lục thị, liễu phu nhân, sách, một tiếng. Ngươi đây không phải có thế sinh nhi tử sao? Đáng tiếc sinh nhi tử không họ liễu, liễu gia ta đồ vật, ngươi là một phần đều lưu không đến cho ngươi nhi tử. Khâu thư bạch sắc mặt, bá, một tiếng liền trắng, hắn lôi kéo mẹ ruột của mình đứng ở một bên, lạnh giọng nói ra, vị này liễu phu nhân, mời ngươi nói chuyện chú ý phân tắc. Khâu mổ phụ thân đã chết đi nhiều năm, cũng không dám loạn nhận thân thích. Liễu phu nhân nâng đỡ chính mình thái dương, lại nhìn một chút chính mình bảo dưỡng thỏa đáng ngón tay thôi các ngươi phụ từ tử hiếu ta ở đây làm cái gì ta là tới cửa đến tìm triệu nghĩa sĩ nói xin lỗi các ngươi người một nhà hảo hảo trò chuyện là được nói xong nàng mang theo người đứng dậy đem nàng mang đến nói xin lỗi lễ vật đi đến triệu sách trước mặt hai người triệu sách nhìn xem này liễu phu nhân trong lúc nhất thời đều có chút tắt tiếng lần trước còn cho một điểm phản ứng nhìn thấy khâu thư bạch rất là kinh ngạc dáng vẻ bây giờ vào phòng sự thật đều bày ở trước mắt nàng ngược lại là giống như không có chút nào để ý tô thải nhi cũng trừng mắt một đôi mắt to không biết nhìn nơi nào tốt tràn diện này thực sự quá loạn, nàng này đâu. Nhỏ là một chút cũng không nghĩ ra đây là có chuyện gì, triệu sách ngược lại là coi như bình tĩnh, đối liễu phu nhân nhàn nhạt gật đầu nói, hôm nay hàng xá không tiện, liễu phu nhân cũng đa lễ. Liễu phu nhân có chút trong mà thèm nhìn xem trước mặt cao hơn chính mình rất nhiều triệu sách, gương mặt này, càng xem càng là tuấn tiếu, mà lại hắn nhìn xem bên cạnh thê tử dạng như vậy, nhu tình vạn phần, ngẩng đầu nhìn ngươi, lại đổi một tấm đứng đắn có phải hay không dáng vẻ, ách, nếu có thể lôi kéo dạng này người lên giường điên đảo long phượng một phen, không thể so những cái kia mềm hoặc tiểu bạch kiểm tốt, đáng tiếc, nhân gia trong mắt trừ chính mình tiểu thê tử bên ngoài, căn bản. Người nào đều không có, quay đầu nhìn một chút bên kia ngay mặt thượng mang theo kích động khâu tướng công, liễu phu nhân trong lòng lại là một tiếng kinh thường cười, triệu sách sau lưng hứa phương đem liễu phu nhân tặng lễ nhận lấy, liễu phu nhân hướng phía bên kia hô, nhận xong thân rồi. Nhận xong nhưng phải đi. Khâu tướng công có chút bức trước nhìn xem trước mặt lục thị cùng khâu thư bạch, đáng tiếc hai người đều không cho hắn quá nhiều phản ứng, hắn đành phải hạ giọng nói ra, ta hôm nào lại đến, lục thị thở dài một hơi còn tới làm gì khâu tướng công nhìn xem trước mặt người khuôn mặt đẹp đẽ có chút nóng nảy nói ta ta lúc ấy thật sự bệnh đến rất nặng trong nhà của ta cũng là không có cách nào lục thị nhìn hắn một cái nở nụ cười trong mắt tự hồ có chút thủy quan vậy ngươi bệnh rất lâu khâu tướng công nhất thời cũng mất ngữ khâu thư bạch lạnh nhạt âm thanh nói ra nương chúng ta đi vào nhà a lục thị nhẹ gật đầu đi theo khâu thư bạch vào phòng triệu sách để hứa phương đem người của liễu gia đều đưa ra cửa ở ngoài cửa khâu tướng công có chút không cam tâm nắm lấy hứa phương hỏi, vị tiểu ca này, xin hỏi ngươi, các ngươi khâu công tử hắn, hắn lúc nào đến phủ thành tới? Hứa phương cũng một một gương mặt, nói ra, khâu tướng công cùng nhà ta lão gia mới đến phủ thành không lâu. Nói xong, đem đại môn chậm rãi đóng lại, liễu phu nhân tai một tiếng, muốn nhi tử rồi. Khâu tướng công nhìn xem nàng, sắc mặt khó coi, liễu phu nhân đối hắn mềm mại đáng yêu cười một tiếng, cha ta không phải đã nói rồi sao? Lập tức sẽ từ tộc nhân khác nơi đó nhận làm con thừa tự một đứa con trai tới cùng ngươi này tiện nghi nhi tử một dạng, đều là tú tài công đâu. Nói xong, mang theo người nghênh ngang rời đi, khâu tướng công nhìn xem cửa, có chút hồn bay phách lạc theo ở phía sau, tô thải nhi bưng đồ ăn vào nhà, cùng triệu sách tại trong gian phòng của mình ăn, một bên ăn, nàng còn một bên nhịn không được nói, phu quân, đây thật là khâu công tử cha sao. Này khâu tướng công xem ra mới hơn 20 tuổi, nếu như nói hắn có một cái 18 tuổi nhi tử, tin tưởng không ít người đều là không tin, bất quá ngẫm lại, khâu thư bạch mẫu thân lục thị, năm nay đã hơn 30 tuổi, cũng là bảo dưỡng thỏa đáng, xem ra không hề giống tuổi tác như vậy, triệu sách nhẹ gật đầu, nói, đại khái chính là. Nhớ tới chính mình ngay từ đầu nhận biết khâu thư bạch cùng hắn mẫu thân thời điểm, hai người bị chung quanh láng giềng chỉ rõ dáng vẻ, triệu sách cũng cảm thấy việc này phát triển thực sự là một lời khó nói hết, bây giờ khâu thư bạch thi tú tài, sang năm liền muốn đi tham gia thi hương, mắt thấy hắn cùng chính mình mẫu thân sinh hoạt khá hơn. Lại không muốn đột nhiên toát ra một cái cha tới, này cha vẫn là cái bị người chê cười người ở rễ, hai người ăn cơm, lại nghỉ ngơi một chút, tô thải nhi thực sự là lo lắng lục thị thế là dẫn theo chính mình theo thù rỗ đi tìm lục thị lục thị đang tại nhà chính bên trong theo lên hoa nghe tới tiếng bước chân sau trong tay châm sơ ý một chút liền đâm rách ngón tay nàng sở trường khăn đè lên ngẩng đầu nhìn trước mắt tô thải nhi lục thẩm thẩm lục thị đối nàng cười cười vành mắt có chút hồng thải nhi tới ngồi đi nàng chỉ chỉ bên cạnh ghế tô thải nhi ngồi xuống có chút bận tâm nhìn xem nàng lục thị đè xuống một lát ngón tay huyết liền ngừng lại nàng đem khăn tay cầm tới một bên chậu nước giặt Tùy ý bày tại một bên phơi, đợi nàng lần nữa ngồi xuống thời điểm, nhìn thấy Tô Thải Nhi mang theo lo lắng ánh mắt, nàng mới cười nói, ta không sao. Tô Thải Nhi nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi tay còn đau sao? Lục thị lắc đầu, không đau, chúng ta học theo thù người, điểm này đều là việc nhỏ. Tô Thải Nhi cũng không biết nói cái gì, an vị ở một bên bồi tiếp nàng, một bên theo lên trong tay hoa văn, trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, Lục thị đột nhiên thả ra trong tay công việc, thở dài một hơi, Tô Thải Nhi cũng dừng việc làm trong tay kế nhìn xem một bên lục thị, lục thị thấp giọng nói ra, Thải Nhi, ngươi nguyện ý nghe ta nói nói chuyện sao? Tô Thải Nhi nhẹ gật đầu, đem theo thùa để ở một bên, sau đó nhu thuận ngồi, làm ra một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng. Ta đang nghe, lục thẩm thẩm ngươi nói. Lục thị thấy được nàng bộ dạng này, không khỏi bật cười, lần này cười, nhiều hơn mấy phần thực tình, nàng nhéo nhéo Tô Thải Nhi khuôn mặt nhỏ, nói ra, tiểu tri kỷ, ngày thường thiếm không có phí công thương ngươi. Chương 380, thế nhưng là thuộc theo vì tứ đại tên theo một trong, bọn hắn phủ thành chỗ quảng tây người bình thường đều là học quảng đông theo muốn học cái đó hắn theo sống trừ một chút chuyên môn bái sư phó tú nương chính là gia đình giàu có các tiểu thư mới có cơ hội như vậy giống tô thải như loại này phổ thông nhà nghèo hài tử theo thù xác thực cũng không tệ lắm nhưng mà theo thù không có người mang căn bản là sẽ không cho dù là sẽ cũng chỉ là một điểm gia lông lục thị một nữ nhân mang theo hài tử dựa vào chính mình một tay theo sống tại một cái xa lạ trong thành định cư còn có thể đem hài tử đưa đến học đường đi đọc sách có thể nghĩ Nàng theo sống tốt bao nhiêu, nàng 12 tuổi năm đó, liền cùng cùng thành Khâu Tướng công đã đính hôn, hai nhà người môn đăng hộ đối, là trời ban lương duyên, chỉ đợi nàng 15 tuổi tập kê, hai nhà người liền chính thức kết tần tấn chuyện tốt, chỉ là tại nàng 15 tuổi thời điểm, nơi đó phát sinh một kiện đại sự, để nơi đó không ít đại gia tộc đều gặp biến đổi lớn, Khâu gia cũng tại lần này biến đổi lớn bên trong, chịu ảnh hưởng, khi đó Lục gia liền nhà không có, Lục thị cha mẹ muốn đi đi nương nhờ phương xa thân thích, liền nghĩ muốn cho Lục thị sớm cử hành hôn lễ, lại không muốn Khâu Gia nhìn thấy nhà bọn hắn đạo xa sút sau, lại đổi ý, bọn hắn Khâu Gia lần này biến đổi lớn bên trong cơ hồ đem vốn liếng móc sạch, mới xem như bảo trụ nhà mình, bây giờ Lục Thị một cái người xa cơ thất thế muốn vào cửa, bọn hắn đời này cũng không thể lại xoay người, cho nên bọn hắn. Làm sao có thể còn cho phép? Lục Thị nhớ tới đây, cười khổ một cái nói ra, ta khi đó mới 14 tuổi, thầm nghĩ chỉ có ta như ý Lan quân. Ta không muốn cùng hắn tách ra, hắn cũng không muốn hết hiệu lực hôn ước của chúng ta lục thị thở dài một hơi thế nhưng là chúng ta đánh không lại cha mẹ của hắn bởi vì nhà ta khi đó cùng hắn nhà đã không còn là môn đăng hộ đối khâu lan nói muốn dẫn ta bỏ trốn ta liền đáp ứng nói lục thị nhìn một chút một bên tô thải nhi cười hỏi rất ngu ngốc a à. tô thải nhi lắc đầu không ngốc nếu như đổi thành chính mình phu quân cho dù là lưu lạc chân trời góc biển tô thải nhi cũng muốn cùng với hắn một chỗ lục thị lại tiếp lấy nói ra ngày đó hắn không có tới hôm nay nhìn thấy hắn nói mình bệnh rất nặng liền giường đều sượng mặt sau đó, nàng cười khổ một tiếng, thế nhưng là ta vẫn là mang một tia hy vọng, một mực tại ước định cẩn thận địa phương chờ hắn, lục thị nói, âm thanh mang theo chút nghẹn ngào, nàng bỏ xuống cha mẹ mình, một thân một mình về mẫu thân trước kia ra đời phủ thành, lại cho mình một mình sinh hạ hài tử, quan phu họ, ở giữa dù là hắn tới tìm một lần nàng, lục thị có thể đều sẽ cam tâm tình nguyện đi theo hắn đi, thế nhưng là, hắn này một bệnh, chính là 18 năm, lục thị chậm rãi nói. Ánh mắt có chút trống rỗng, kỳ thật không cần phải nói, nàng cũng đã hiểu, nam nhân đoán chừng đúng là bệnh nhưng mà khỏi bệnh về sau, cũng rốt cuộc không có dũng khí tới tìm nàng, bởi vì tìm hắn, hai người liền muốn cơm rau dưa sinh hoạt, cả ngày để củi gạo dầu muối phát sầu, lục thị không sợ, thế nhưng là không có nghĩa là một người khác không sợ, bọn hắn lúc trước đều là nhà giàu sang hài tử, lại nơi nào ăn qua đau khổ, thế là sau khi khỏi bệnh khâu tướng công, lâm trận đào thoát về sau khâu gia. Không biết lại xảy ra chuyện gì, thực sự nhịn không được sau, lại tiếp nhận người nhà an bài. Làm lên khi đó tiếp tế nhà bọn hắn liễu gia người ở rễ, lục thị đối khâu thư bạch nói cha hắn đã chết, kỳ thật cũng là bởi vì chính mình hết hy vọng, ngày đó hắn chưa từng xuất hiện, chính mình liền đã biết chuyện gì xảy ra, lục thị cùng Tô Thải Nhi kể ra một phen, tâm tình tự hồ cũng xác thực tốt hơn nhiều, nàng lôi kéo Tô Thải Nhi tay, vỗ vỗ, không có việc gì, đều đi qua. Bây giờ con ta trưởng thành, cũng thành mới. Ta chỉ muốn thừa dịp bây giờ còn có thể thấy rõ thời điểm, nhiều theo vài thứ, tích lũy nhiều chút tiền. Đợi đến thi hương sau, liền cho ta Nhi nói một môn hảo việc hôn nhân. Tô Thải Nhi gật đầu, tán đồng nói, cái kia đến lúc đó ta cùng phu quân nhất định sẽ tới ăn cưới. Lục thị, phốc phốc, một tiếng, bật cười, bị Tô Thải Nhi kiểu nói này, nàng cũng tự hồ cảm thấy con trai mình cưới vợ cao hứng, nàng nhìn xem Tô Thải Nhi gặp mắt kia, thở dài, triệu sách cưới được ngươi, cũng là có phúc khí. Tô Thải Nhi đối nàng lộ ra một cái nho nhỏ cười, ta có thế gả cho phu quân, mới là thật sự có phúc khí. Lục thị buồn cười nói, được, đều là có phúc khí. Thời điểm không còn sớm nữa, ta đi phòng bếp nhìn xem đêm nay cho bọn hắn làm cái gì ăn. Tô Thải Nhi gật gật đầu, tối nay ta đi qua hỗ trợ. Lục thị thu thập chính mình đồ vật, lấy trước về trong phòng, nguyên bản hôm nay nàng quả thật có chút khổ sở, bất quá nói ra về sau, lại cảm thấy cũng không có gì, những cái kia cực khổ đều đi qua, về sau đều là ngày tốt lành chờ lấy bọn hắn, nghĩ như vậy, nàng bước chân cũng không nhịn được nhẹ nhàng một chút, ban đêm trên giường, tiểu phu thê hai người trên giường, nói thì thầm, Tô Thải Nhi nhỏ giọng cùng triệu sách nói chuyện này, những chuyện này, nếu không phải lục thị nói, chỉ bằng vào đôi. Câu vài lời, thật đúng là rất khó khăn chấp vá hoàn toàn tô thải nhi nói xong thở dài một tiếng hẹp hòi phu quân bọn hắn vốn là môn đăng hộ đối về sau lại phát sinh chuyện như vậy nghe có chút khổ sở triệu sách trấn an nói thiên ý trêu người đây cũng là chuyện không có cách nào khác bất quá coi như bọn hắn khi đó cưỡng ép thành thân đoán chừng cũng sẽ không quá hạnh phúc lấy này khâu tướng công nghe người nhà lời nói liền người ở rễ đều chịu làm trình độ lục thị coi như thành hôn khẳng định tại khâu gia cũng là không nhận chào đón, bất quá đây đều là lựa chọn của bọn hắn, triệu sách hai người đều là người ngoài cuộc, cũng không có quyền can thiệp, tô thải nhi cảm thán nói, lục thẩm thẩm nói, đằng sau là bởi vì nhà nàng đạo sa sút sau khâu gia chênh lệch quá xa. Cho nên khâu gia không nguyện ý để nàng vào cửa, liền hủy cưới. Tô thải nhi nói, cũng có chút cảm động lây, kỳ thật nàng cùng phu quân, cũng không phải môn đăng hộ đối, nàng một trời sinh dị đồng, một mực bị đám người ghét bỏ bé gái mồ côi, không biết đi bao lớn vận khí, Đến giả cho xem như người đọc sách phu quân, mà lại phu quân còn không chê nàng, đối nàng tốt như vậy, Tô Thải Nhi nói xong, lại có chút bác quái nhỏ giọng hỏi, phu quân, tân. Triệu sách một cái tay đang vuốt vuốt lưng của nàng, nghe tiểu cô nương này tràn ngập bác quái một hô, liền lên tiếng, Tô Thải Nhi thần thần bí bí nói, phu quân ngươi nói khâu công tử sẽ nhận về cha hắn sao? Triệu sách chuyện đương nhiên nói, tỷ lệ lớn sẽ không. Lấy triệu sách nhận biết khâu thư bạch cũng là một cái có huyết tính nam nhân nhìn hắn thái độ rõ ràng chính là không muốn nhận này cha tiểu phu thê hai người hôm nay ăn một ngày dưa cuối cùng là đem cái này dưa ăn xong bằng không thì bọn hắn hai ngày nữa dọn đi nhà mới sau liền không có dễ dàng như vậy nhìn thấy sự tình sau này triệu sách hôn một chút tô thải nghi cái tráng nói ra ngủ đi ngày mai hạ học sau ta đến tìm một cái tiên sinh hậu thi nghĩ một chúng ta cùng một chỗ dọn đến nhà mới đi tô thải nhi ứng tốt lại lôi kéo triệu sách tay dinh dính cháo thổ lộ phu quân ta rất thích ngươi đời ta đều không muốn cùng ngươi tách ra, triệu sách buồn cười đem nàng ôm chặt, lúc trước không phải nói sao, đi đâu đều mang ngươi, sẽ không tách ra. Cô Thải Nhi thỏa mãn tại trong ngực hắn cọ sát, mới an tâm nhắm mắt lại.